Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 71. Vạn yêu quật là một nguyên sinh yêu tinh, gọi là nguyên sinh yêu tinh không phải vì là nơi có lượng lớn yêu tộc, mà là tinh cầu do yêu hồn thạch tạo thành, loại tinh cầu này không thường thấy ở yêu giới, chỉ có ở nguyên thủy chi địa. Loại tinh cầu này cho dù là ở nơi nào đều không ngừng tự động phóng thích yêu khí, còn thi thể hóa yêu tộc thành yêu hồn thạch mới. Cho dù yêu thú trên vạn yêu quật bị tàn sát sạch, không lâu sau trong vạn yêu quật sẽ thai nghén yêu tộc mới. Mạc Phàm cầm ngọc phù mà tiên khí khốn thần cho, gần như không gặp bất cứ chuyện gì, rất nhanh liền thông qua truyền tống trận đến truyền tống trận ở vạn yêu quật. Hắn cất ngọc phù, nhìn xung quanh. Bên ngoài vạn yêu quật được bao trùm hoàn toàn bởi yêu khí màu đỏ nồng đậm, yêu khí ngưng tụ thành hình ngàn yêu thú, cho nên mới có tên này. Chỉ là bên trong vạn yêu quật là từng vùng rừng nguyên thủy, đại thụ chọc trời 3 đến 5 người ôm không hết, cho dù là cỏ ở bên trong đều cao bằng 2 người cộng lại. Nếu tới đây lần đầu tiên, sẽ nghĩ rằng mình tới tinh cầu cự nhân. Mạc Phàm nhìn thoáng qua xung quanh, dưới chân vừa động liền đến đỉnh chóp đại thụ, phóng mắt nhìn ra xa, rất nhanh ánh mắt hắn nhìn về phía một tòa đại sơn hắc khí lượn lờ ở phía bắc. Nhìn thấy ngọn núi này, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Cho dù Mạnh Bất Đồng không xếp hắn tới vạn yêu quật, chỉ cần hắn có thể ra khỏi Thần Nông Tông, cũng sẽ tới vạn yêu quật một chuyến. Thuốc chính giải vạn niên tuyệt trên người Tiểu Vũ đã tìm đủ, vạn thọ đan đã có manh mối, hắn cũng đã vào Thần Nông Tông, kế tiếp nên suy xét chuyện đại bỉ. Muốn thắng Long Ngạo Thiên trong đại bỉ, hắn nhất định phải đan thành cửu pháp, sau đó tăng thực lực lên nguyên anh đỉnh phong mới có phần thắng cao. Mấu chốt để hắn đan thành cửu pháp, ở ngay bên trong vạn yêu quật. Hắn có hỏa pháp, lôi pháp, thái âm chi pháp và thái dương chi pháp, xem như đan thành tứ pháp, còn phong pháp, kim pháp, thủy pháp, mộc pháp, thổ pháp chưa thành, trong đó kim pháp, thủy pháp, mộc pháp, thổ pháp đều có thể đạt được ở trong ngọn núi trước mắt hắn. Ngọn núi này tên là Ngũ Yêu Sơn, bởi vì bên trong có năm yêu vương nên có tên như vậy. Năm yêu vương này do một lão yêu vương sinh ra, nhưng không cùng thuộc tính, phân ra là kim mộc thủy hỏa thổ. Sau khi lão yêu vương này chết, năm con trai của ông ta vì tranh giành nội đan của yêu vương, có thể nói là đấu ngươi chết ta sống. Do đó nơi này thành một nơi vô cùng nguy hiểm. Bởi vì nội đan của lão yêu vương là một viên ngũ hành yêu đan vô cùng hiếm thấy, không ít đệ tử của Thần Nông Tông đánh chú ý với ngũ hành yêu đan này. Nhưng không phải bị ngũ yêu vương bao vây tấn công, thì lọt vào trong mê cung, đều tơi tả mà về, cho nên ngũ hành yêu đan vẫn luôn là ẩn số. Kiếp trước hắn đan thành cửu pháp, là mượn dùng viên ngũ hành yêu đan này bổ sung cửu pháp. Hắn vừa định đi về phía Ngũ Yêu Sơn. Vài bóng người nhoáng lên một cái, xuất hiện ở bốn phía hắn. Tên là gì, phạm sai lầm gì mà tới vạn yêu quật? Một tên nam tử vòng hai tay trước ngực, vẻ mặt lưu manh hỏi. Các ngươi là người trông coi truyền tống trận ở đây đúng không? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, hỏi. Người kia nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ sắc lạnh. Tiểu tử, ngươi không nghe thấy lời ta nói à, ở đây đến lượt ngươi hỏi ta sao? Mạc Phàm lắc đầu. Chẳng muốn nhiều lời với bọn họ, pháp y lập tức xuất hiện. Hiện giờ ngươi tới thẩm vấn ta, hay là các ngươi trả lời câu hỏi của ta đây? Vạn yêu quật không có chú quân của Thần Nông Tông, nhưng truyền tống trận thông tới vạn yêu quật cần một đám người trông coi và tu sửa, ngoài ra cũng phòng ngừa người khác không hoàn thành trừng phạt đã rời khỏi vạn yêu quật. Nếu có yêu tộc làm loạn, đệ tử của Thần Nông Tông phụ trách xử lý cũng là những người này. Chắc chắn đám người này là người trông coi truyền tống trận. Bởi vì cả vạn yêu quật chỉ có bọn họ không tới bị phạt, cho nên bình thường đệ tử của Thần Nông Tông tới nơi này nếu không có thân phận và bối cảnh, đều bị bọn họ bóc lột một phen. Đây là, bái kiến sư thúc tổ, chúng con đúng là người trông coi truyền tống trận. Mắt nam tử dáng vẻ lưu manh mở to, vội vàng quỳ trên mặt đất với những người khác. Áo cà xà bối phận của Thần Nông Tông đều khác nhau, chữ lót vô là huyền y, chữ lót bất là bạch y. Chữ lót không là thanh y, chữ lót hư là lam y. Trên áo cà sa mỗi người đều không có cùng hoa văn, đại biểu cho các sơn phong. Mạc Phàm mặc áo cà sa bạch y, phía trên là hoa văn của vô cực phong, cho dù Mạc Phàm chỉ có tu vi kim đan, cũng là tiền bối có chữ lót bất của vô cực phong. Hiện giờ các ngươi trả lời vấn đề của ta được chưa? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Vừa rồi chúng con thấy tu vi của sư thúc tổ thấp, tưởng là người tới vạn yêu quật nhận trừng phạt. Mời sư thúc tổ trách phạt.
Cơ thể người nói run lên, vội vàng bái lại nói. Tuy anh ta cảm thấy rất kỳ lạ vì sao Kim Đan Kỳ lại trở thành tiền bối có chữ lót bất, nhưng địa vị của Mạc Phàm vẫn còn đó không thể nghi ngờ. Đứng dậy đi. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Chuyện như vậy kiếp trước hắn gặp nhiều rồi, xem như là chuyện bình thường. Đa tạ sư thúc tổ. Vẻ mặt mấy người kỳ lạ, lúc này mới đứng dậy. Gần đây Vạn Yêu Quật yên bình không? Mạc Phàm nhìn lướt qua bốn phía, hỏi. Tuy hắn có chút hiểu biết về Vạn Yêu Quật, nhưng trước khi tiến vào Ngũ Yêu Sơn, vẫn nên tìm hiểu tình hình hiện giờ thì hơn. Khởi bẩm sư thúc tổ, gần đây những nơi khác của Vạn Yêu Quật bình thường, chỉ có Ngũ Yêu Sơn là hơi loạn, chúng con đã báo lên trên, nhưng mãi mà không có ai xử lý. Người kia nhỏ giọng nói. Ngũ Yêu Sơn. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lộ ra chút lúng túng. Kiếp trước hắn tiến vào Ngũ Yêu Sơn, là nhờ Phượng Vũ giúp đỡ. Lúc đó Phượng Vũ đã tới cảnh giới Nguyên Anh, cao thủ hóa thần đều đã không phải là đối thủ của cô, lúc này mới hữu kinh vô hiểm lấy được viên ngũ hành yêu đan kia. Lần này chỉ có mình hắn, Ngũ Yêu Sơn còn náo động như vậy, vậy thì phiền phức rồi. Cũng may hắn mở miệng hỏi, nếu không biết, hắn lỗ mãng qua đó, có khả năng bị vây ở bên trong rồi. Phải biết rằng năm yêu vương kia là yêu thú hóa thần, còn là yêu thú tiên thiên nguyên linh thuộc tính ngũ hành. Thực lực mạnh hơn yêu thú bình thường nhiều. Trừ chuyện đó ra, năm yêu vương này còn có không ít thuộc hạ, cho dù là cao thủ hóa thần vào Ngũ Yêu Sơn cũng khó toàn thân mà lui. Sao lại như vậy? Mạc Phàm hỏi. Là như vậy, sư thúc tổ, có một thiên lang năm đầu trộm vào sâu trong Ngũ Yêu Sơn, còn mở một địa cung bí mật ở sâu trong Ngũ Yêu Sơn, không ít yêu tộc cho rằng ngũ hành yêu đan sắp xuất thế, cho nên đều tụ tập về Ngũ Yêu Sơn. Năm yêu vương kia đã phong kín các cửa vào Ngũ Yêu Sơn, còn đánh vài trận với những ai mơ ước ngũ hành yêu đan, hiện giờ đang trong giai đoạn giằng co. Người kia giải thích. Vậy sao? Trên mặt Mạc Phàm lộ vẻ khó xử, gật đầu. Nếu là như vậy, lần này hắn tới Vạn Yêu Quật muốn lấy ngũ hành yêu đan càng khó hơn rồi. Mạc Phàm đang xoắn suýt chuyện này, một người nhoáng lên một cái đến trên cây cạnh hắn. Sư thúc họ Mạc tên Phàm đúng không ạ? Mạc Phàm nhớn mày, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, lông mày lập tức giãn ra. Ngươi là Vương Thành bạn của Thanh Vân đúng không? Mạc Phàm hỏi. Vương Thành bái kiến sư thúc. Hai tay Vương Thành ôm quyền, cung kính cúi người với Mạc Phàm. Một tay Mạc Phàm vươn về phía trước, một dòng lực lượng nâng Vương Thành lên. Đa tạ sư thúc, khởi bẩm sư thúc, Thanh Vân đã nói chuyện của sư thúc cho ta biết thông qua thông tấn phù, sư thúc chuẩn bị bế quan ở nơi nào? Vương Thành chậm rãi đứng dậy, hỏi. Bế quan. Mấy người kia nghe thấy câu này lại càng mờ mịt, Mạc Phàm chỉ có tu vi Kim Đan Kỳ lại thành đệ tử chữ lót bất của thần Nông Tông đã khiến bọn họ đủ kinh ngạc, Mạc Phàm còn tới đây bế quan. Nhưng chỉ trong phút chốc, bọn họ đã hiểu rõ mọi chuyện. Thần Nông Tông đang mở hải tuyển, không ít đệ tử của thần Nông Tông biết. Mạc Phàm chỉ là tu sĩ Kim Đan Kỳ mà có chữ lót bất, chỉ có thể là người đứng đầu hải tuyển. Còn đến đây bế quan, e rằng không có bối cảnh gì, còn đắc tội người nào đó, bị người ta xung quân tới đây mà thôi. Nếu không, sao đứng đầu hải tuyển có thể tới nơi này bế quan? Ngươi chuẩn bị đi xem Ngũ Yêu Sơn đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu hắn đến đây, chỉ có thể đến Ngũ Yêu Sơn lấy viên ngũ hành yêu đan kia. Nếu đi tìm thứ ngũ hành khác, trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc có thể tìm được, cho dù tìm được cũng không nhất định giành tới tay. Dù sao hắn chỉ có tu vi Kim Đan, hiện giờ hắn chỉ cần nghĩ biện pháp tiến vào Ngũ Yêu Sơn là được, hắn biết ngũ hành yêu đan ở chỗ nào. Ngũ Yêu Sơn. Đám Vương Thành đều sửng sốt. Gần đây Ngũ Yêu Sơn rất loạn, cho dù là tu sĩ hóa thần đi vào cũng vô dụng, bọn họ đã cầu xin thần Nông Tông phái cao thủ hợp đạo kỳ tới chân áp. Mạc Phàm là một tu sĩ Kim Đan, chỉ sợ vừa vào gần Ngũ Yêu Sơn sẽ bị giết chết. Yêu tộc đang tranh đấu. Thực ra những yêu tộc này hận nhân loại nhất, một khi cảm nhận được tu sĩ nhân loại tiến vào lãnh địa của bọn họ, tuyệt đối sẽ giết nhân loại trước. Cho nên người bị lưu đày tới nơi này nhận trừng phạt, cơ bản đều chọn khu vực màu lục, chỉ khi cần hoàn thành nhiệm vụ mới đến khu vực màu vàng, mà Ngũ Yêu Sơn hiện giờ đã ở khu vực màu đỏ. Có vấn đề gì sao? Mạc Phàm hỏi. Sư thúc tổ, chúng con đã báo chuyện ở Ngũ Yêu Sơn, cầu xin phái một cao thủ hợp đạo kỳ tới. Có lẽ sư thúc tổ có thể đi vào Ngũ Yêu Sơn với cao thủ hợp đạo kỳ.
Nam tử lúc trước nói. Khi nào cao thủ hợp đạo kỳ tới? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, hỏi. Nếu có cao thủ hợp đạo kỳ tới, vậy không còn gì tốt hơn. Cao thủ hợp đạo kỳ của Thần Nông Tông chữ bất chiếm đa số, có rất ít chữ lót không, cho dù là bối phận nào, trên cơ bản hắn đều biết. Đến lúc đó bảo cao thủ hợp đạo kỳ này dẫn hắn đi vào, hắn có thể giảm bớt chút sức lực. Chỉ cần vào Ngũ Yêu Sơn, nơi đó không chỉ có ngũ hành yêu sơn, cũng là một nơi bế quan rất tốt, bên trong có không ít thứ lão vương tích lũy, cũng được coi là một bí mật ẩn giấu. Chúng con báo cáo gần một tháng, nhưng vẫn không có ai trả lời. Trên mặt người kia lộ vẻ xấu hổ, nói. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên thất vọng. Nếu mới báo cho Thần Nông Tông, có lẽ hắn còn có thể đợi một chút, nhân dịp này đi tìm Phong Linh Châu, bổ sung toàn bộ cửu pháp của hắn. Nhưng báo cáo một tháng còn chưa phái người tới, chỉ có thể nói lên người phụ trách vùng tinh vực này không biết Ngũ Yêu Sơn bạo loạn cần phái một tu sĩ hợp đạo kỳ tới, e rằng phải đợi thêm mấy tháng cũng không có đáp lại. Như vậy, hắn không cần thiết phải đợi tu sĩ hợp đạo tới. Có lẽ cho dù hắn đợi tới khi bắt đầu đại bỉ tông môn, cũng không đợi được, trừ phi vạn yêu quật đại loạn, yêu thú trùng kích truyền tống trận. Mọi người cứ chậm rãi đợi đi, ta đi suy nghĩ biện pháp khác. Mạc Phàm nói, nếu hắn nhớ không nhầm, vạn yêu quật có mấy thánh thú linh trí vẫn chưa khai hóa hoàn toàn. Thánh thú là yêu thú nguyên sinh nhất ở vạn yêu quật. Những yêu thú khác đều do yêu thú này sinh ra, huyết mạch thế hệ sau loãng dần đi. Cho dù là thánh thú trẻ tuổi nhất phát ra khí tức, cũng sẽ khiến yêu thú thần phục. Nếu có thể thuần hóa một con trong ký ức của hắn, tiến vào Ngũ Yêu Sơn gần như có thể dùng bình yên để hình dung. Kiếp trước, hắn thu phục một con. Tuy sớm hơn mấy trăm năm, nhưng có thể thử xem. Vậy chúc sư thúc tổ may mắn, nếu sư thúc tổ gặp phiền phức có thể phóng tín hiệu. Nếu như chúng con nhìn thấy, sẽ nghĩ cách cứu viện sư thúc tổ. Người kia lấy một ngọc phù ra, đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không khách sáo, cất ngọc phù định rời đi. Sư thúc đợi một lát, nếu sư thúc muốn đến Ngũ Yêu Sơn cũng không phải không thể được, còn biết một sơn động bí mật, chỉ cần cẩn thận một chút, có lẽ có thể dẫn sư thúc tiến vào Ngũ Yêu Sơn. Vương Thành do dự một lát, nói. Hả? Mạc Phàm nhướng mày. Trong mắt hiện lên dị sắc. Vậy mà Ngũ Yêu Sơn có một nơi như vậy sao? Đúng vậy, con cũng là tình cờ phát hiện, nhưng muốn thông qua mật động đó, cần phải mặc ngư lân giáp, cải trang giả dạng một phen, không biết sư thúc có đồng ý không, nếu được, con lập tức dẫn sư thúc tới mật động đó. Vương Thành lấy hai bộ giáp y như lột từ người đại ngư ra, nói. Mạc Phàm nhìn thoáng qua ngư lân giáp, hắn không xa lạ gì với loại giáp y này, một khi mặc nó vào. Ngư lân giáp sẽ dung nhập vào trong da tu sĩ, cả người sẽ biến thành như yêu tộc. Không chỉ như vậy, trong ngư lân giáp có yêu hồn thạch, sẽ tự phóng thích yêu khí, bình thường giáp y như vậy dùng để lẻn vào trong yêu tộc loại thủy. Một tay hắn vươn về phía Vương Thành, ngư lân giáp kia lập tức bay vào trong tay hắn, dưới tán cây. Các ngươi trở về đi, ta đi với Vương Thành một chuyến. Kiếp trước lúc hắn tiến vào Ngũ Yêu Sơn là Phượng Vũ dẫn đường. Gần như có thể nói giết một đường vào trong, hắn biết ngũ hành yêu đan ở đâu, nhưng không nhớ rõ một mật động thông tới Ngũ Yêu Sơn như vậy. Nhưng mà không sao cả, đến đó sẽ biết. Dạ, sư thúc. Vương Thành hơi nhếch miệng, mặc ngư lân giáp vào, đứng cùng Mạc Phàm dưới tán cây, lao về phía Ngũ Yêu Sơn. Vì không để yêu tộc ở xung quanh chú ý, hai người không khống chế pháp bảo, cũng không sử dụng độn thuật, hoàn toàn dựa vào sức đôi chân, tốc độ cũng rất nhanh. Nửa ngày sau, hai người đứng ở chân núi bên cạnh Ngũ Yêu Sơn. Ở chân núi, một vùng thác nước rơi thẳng xuống, quả thật nhìn xuyên qua thác nước có thể thấy sơn động dung hạ được hai người. Sư thúc, là mật động này, chỉ cần tránh thoát yêu thú trong mật động, có thể đến tầng 6 của Ngũ Yêu Sơn, lúc này yêu vương đang bận đối phó yêu vương không thuộc Ngũ Yêu Sơn, tầng 6 không có nhiều yêu tộc trấn giữ. Vương Thành chỉ về phía thác nước, nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nơi này sao? Mạc Phàm nhìn thoáng qua mật động ở sau thác nước, hơi nhướng mày, hắn xác nhận lại. Đúng vậy sư thúc, mật động này là có lần con cha xét Ngũ Yêu Sơn bị mấy yêu vương của yêu tộc phát hiện nên trốn vào, tình cờ tìm được, tuy ngọn núi này nối với Ngũ Yêu Sơn, nhưng là khu vực màu vàng, giữa sơn động có một hàn ly yêu quái rồng không sừng, ngàn năm là cấp bậc yêu vương, nhưng quanh năm ở trạng thái ngủ say.
bình thường mặc ngư lân giáp vào sẽ không sao, hơn nữa sư thúc chỉ là kim đan kỳ, càng không quấy rầy đến Hàn Ly. Vương Thành gật đầu, nói. Được, ta vào xem, người đi trước đi. Mạc Phàm nhíu mày, vẫy tay nói. Dạ, chúc sư thúc may mắn. Vương Thành hơi nhếch miệng, ôm quyền với Mạc Phàm, sau đó xoay người muốn đi. Đợi một chút. Sắc mặt Vương Thành thay đổi, nhưng vẫn dừng bước. Sư thúc còn dặn dò gì ạ? Mấy ngày này có khả năng sẽ có người đưa lượng lớn đồ tới, nếu gặp người này, tạm để mấy thứ đó ở chỗ con đi. Mạc Phàm nói. Hắn tiến vào Ngũ Yêu Sơn không biết phải bao lâu, nếu thuận lợi, có lẽ phải ở bên trong ít nhất một tháng, phải tìm người lấy đồ giúp hắn mới được. Sư thúc yên tâm, Vương Thành nhất định sẽ bảo quản đồ của sư thúc. Vương Thành quay đầu, cúi người nói. Khi nói chuyện, trong mắt ông ta lóe lên lạnh lẽo không dễ phát hiện. Mạc Phàm mặc ngư lân giáp vào, trên người chớp lóe hào quang, thân thể lập tức biến mất, dẫm lên mặt nước, xuyên qua thác nước, đi vào trong mật động. Vương Thành thấy Mạc Phàm vào mật động thì như chạy trốn, hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, rất nhanh liền cách ngọn núi này hơn 10 dặm. Vương Thành chạy trốn tới ngoài trăm dặm, đến trên một ngọn núi hoang mới dừng lại. Ông ta mới dừng lại, một nam tử mặc thanh y, bên hông cắm một phi đao nhoáng lên một cái tới bên cạnh ông ta. Mạc sư thúc đã vào Hàn Ly động rồi à? Nam tử cười hỏi. Đúng vậy, bên phía ngươi chuẩn bị thế nào? Chỉ cần Mạc sư thúc đi vào, đừng nghĩ tới chuyện đi ra. Nam tử phi đao vô cùng tự tin nói. Vậy là được. Vương Thành hơi thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng lập tức xuất hiện nụ cười âm hiểm. Mạc sư thúc mới tới Thần Nông Tông chúng ta đúng là ngu ngốc, vậy mà tin Hàn Ly động có thể nối tới Ngũ Yêu Sơn. Cho dù Chu Thanh Vân có đánh tiếng với ông ta, nhưng ở tu chân giới có rất nhiều người lừa ta gạt, nếu không phải người vô cùng quen thuộc tuyệt đối không thể tin. Mạc Phàm chỉ gặp ông ta một lần, đã đi tới Hàn Ly động theo ông ta, không thể không nói Mạc Phàm quá không cẩn thận rồi. Quả thật tận cùng Hàn Ly động thông tới Ngũ Yêu Sơn, chẳng qua hiện giờ nơi tiến vào Ngũ Yêu Sơn bị Ngũ Yêu Vương dùng ngũ hành phong ấn thuật che lại, hạp cốc trong hai sơn động còn bị Hàn Ly dẫn thủy tới, mặt trên không có cầu. Không có Hàn Ly không thể đi qua, nếu có thể giải quyết hai vấn đề này, quả thật có thể tiến vào tầng 6 Ngũ Yêu Sơn. Nam tử phi đao lạnh nhạt nói. Mật động này là ông ta tình cờ phát hiện, thật sự thông tới, chẳng qua là trước đây, bây giờ gần như không thể đi qua. Vậy sao? Vẻ mặt Vương Thành hơi đổi, nhưng yên tâm không ít. Nếu hoàn toàn là giả, Mạc Phàm đi vào không lâu sẽ phát hiện ra. Tuy Mạc Phàm chỉ có tu vi kim đan đỉnh phong, nhưng lấy được vị trí thứ nhất hải tuyển, chiến lực tuyệt đối không kém. Nếu còn sống đi ra, chỉ sợ giết ông ta không có vấn đề lớn. Nhưng sơn động này có thể thông tới Ngũ Yêu Sơn, vậy không có vấn đề gì rồi. Cho dù Mạc Phàm còn sống đi ra, ông ta cũng có thể giải thích với Mạc Phàm. Phải biết rằng, mưu hại đồng môn ở Thần Nông Tông là tội chết, nhất là mưu hại trưởng bối, một khi có người truy cứu. Ông ta có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Yên tâm đi, cậu ta đi vào, sẽ không có biện pháp còn sống đi ra. Nam tử phi đao nói chắc chắn. Vậy thì mọi chuyện dựa vào Phương Chân sư huynh rồi, đúng rồi, Phương Chân sư huynh, Mạc sư thúc vừa tới Vạn Yêu Quật đã muốn đến Ngũ Yêu Sơn, không phải là tới vì ngũ hành yêu đan đấy chứ. Ngoại trừ ngũ hành yêu đan ra thì không còn thứ khác rồi. Cậu ta là một tu sĩ kim đan đỉnh phong. Cần ngũ hành yêu đan làm gì, lấy được cũng không hấp thu được mà. Vương Thành tò mò hỏi. Ông ta biết Mạc Phàm tiến vào là vì chuẩn bị cho đại bỉ tông môn, Mạc Phàm hoàn toàn có thể tìm một nơi an toàn đủ linh khí để bế quan, vậy mà Mạc Phàm lại tới Ngũ Yêu Sơn nơi nguy hiểm nhất, rõ ràng là muốn chết. Hơn nữa ngũ hành yêu đan là nội đan của yêu hoàng hợp đạo kỳ, ngũ hành chi lực vô cùng dư dội, một tu sĩ kim đan khó mà chịu nổi. Mạc Phàm vốn không có biện pháp luyện hóa thứ này. Phương Chân nhìn về phía Hàn Ly động nheo mắt lại, sắc bén lóe lên trong mắt ông ta. Chắc chắn là cậu ta lấy được tài liệu về Vạn Yêu Quật, đúng lúc thấy được ngũ hành yêu đan, muốn lấy ngũ hành yêu đan luyện thành cửu pháp. Mạc Phàm mới tiến vào Thần Nông Tông đã bị xung quân tới đây, nếu không có tài liệu về Vạn Yêu Quật, không có khả năng Mạc Phàm hiểu biết về Vạn Yêu Quật. Lúc trước đám người kia đã nhắc Mạc Phàm là Ngũ Yêu Sơn đang náo động, Mạc Phàm vẫn kiên quyết đi vào, nói lên trước khi Mạc Phàm tới đã để mắt Ngũ Yêu Sơn.
Ngũ hành yêu đan của Ngũ Yêu Sơn khiến không ít tu sĩ hóa thần đỏ mắt, nhưng e ngại bên trong quá nguy hiểm, còn không biết ngũ hành yêu đan ở chỗ nào, lúc này mới chùn bước. Mạc Phàm là tu sĩ đứng đầu hải tuyển, muốn tiến vào Nguyên Anh kỳ rất đơn giản, nhưng chắc chắn Mạc Phàm muốn đi những đường mà người khác không đi, đan thành cửu pháp, sau đó tiến vào Nguyên Anh kỳ. Đan thành cửu pháp, Mạc sư thúc này đúng là sư thúc. Vương Thành lắc đầu, cười khinh thường. Thể chất của mỗi người khác nhau, cho nên công pháp tu luyện cũng không giống nhau. Thuần linh chi thể chỉ có thể tu luyện nhất pháp, ngũ đức chi thể hiếm gặp chỉ có thể đan thành ngũ pháp. Muốn cửu pháp chỉ có thể chất trong truyền thuyết mới được, cho dù như vậy, không phải thể chất mỗi người trong truyền thuyết đều có thể tu đến đan thành cửu pháp. Rất nhiều kỳ tài ngút trời của đại thế gia đại tông môn muốn đan thành cửu pháp, cuối cùng đến ngũ pháp hoặc lục pháp là không thể không dừng lại, hiếm khi có thể thành công. Mạc Phàm muốn đan thành cửu pháp, chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Có phải cậu ta tự đại hay không ta không biết, nhưng ta biết chỉ cần cậu ta đến sâu trong Hàn Ly Động, cậu ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Phương Chân lạnh nhạt nói. Phương Chân sư huynh, vậy chuyện điều chuyển, nhờ cả vào huynh rồi. Vương Thành cười nịnh nọt, nói một nửa thì dừng. Tuy ông ta không phải bị phạt tới vạn yêu quật, nhưng gần như không khác lưu đày lắm. Ông ta đã sớm không muốn ở đây, nhưng Chu Thanh Vân vẫn không thể triệu hồi ông ta về Thần Nông Tông. Đúng lúc gặp được Phương Chân sư huynh, Phương Chân chỉ hơi nhắc tới, ông ta đồng ý luôn. Dùng một sư thúc mới nhập môn đổi lấy ông ta rời khỏi nơi quỷ quái này, không có gì phải do dự. Yên tâm đi, chỉ cần hoàn thành chuyện này, ta không những dẫn ngươi rời đi, còn có thể mang ngươi tiến vào dưới trướng Mạnh gia. Phương Chân thản nhiên nói. Đa tạ Phương Chân sư huynh. Đưa cho ta Ngư Lân giáp. Phương Chân vươn tay nói. Sư huynh, chẳng lẽ đối phó Mạc sư thúc là dùng Ngư Lân giáp này? Vương Thành đưa Ngư Lân giáp cho Phương Chân, tò mò hỏi. Không khác lắm. Tay Phương Chân vừa động, hỏa diễm giấy lên, đốt sạch Ngư Lân giáp. Hai người biến mất theo. Trong Hàn Ly Động, Mạc Phàm càng đi vào trong, không gian càng rộng, ngã rẽ cũng càng ngày càng nhiều. Sơn động sâu thẳng thông bốn phía, gần như vét sạch cả ngọn núi. Mạc Phàm mới đi về phía Ngũ Yêu Sơn không xa, một đội yêu tộc nửa người nửa long đi từ đối diện tới. Mỗi người đều là cấp bậc Nguyên Anh, tay cầm yêu binh sơ sài, vừa vặn chặn kín thông đạo. Mạc Phàm nhíu mày, ý niệm vừa động, thân thể biến mất sau đó hư vô hóa. Một yêu tộc đi tới trước người hắn, sau đó đi qua hắn. Yêu tộc kia nhíu mày, dừng lại, nhìn về phía Mạc Phàm đứng. Làm sao thế? Hình như chỗ đó không đúng lắm. Yêu tộc đi xuyên qua người Mạc Phàm nói. Không đúng chỗ nào, ta thấy người mới không đúng lắm, nhanh đi thôi, còn 80 sơn động phải tuần tra nữa. Yêu tộc ở bên cạnh không kiên nhẫn lập tức đi về phía trước. Yêu tộc kia do dự, rồi đi về phía trước theo. Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đi tiếp vào trong. Không lâu sau, hắn đi tới giữa Hàn Ly Động, cũng là giữa ngọn núi này. Phần lớn là sơn động, thỉnh thoảng còn có mấy phòng, quy mô cũng không lớn, nhưng nơi này như địa cung to lớn trong núi to. Xung quanh địa cung, không chỉ có không ít yêu binh yêu tướng chấn giữ, còn có yêu khí nồng đậm khắp cả địa cung, ngưng mà không tiêu tan. Hơn nữa yêu khí ở quanh địa cung như còn sống, khi nắm khi buông rất có quy luật. Xem ra nơi này là nơi Hàn Ly Vương ngủ say. Mạc Phàm nhìn địa cung nói. Xung quanh địa cung này có yêu khí cường đại như vậy, chỉ có yêu vương mới có bản lĩnh này. Mạc Phàm không xem xét địa cung lâu, rời mắt nhìn sơn động ở xung quanh địa cung. Ý niệm của hắn vừa động, một vùng hoàng quang lóe lên, sơn thể cao ngất lập tức hư vô hóa trước mắt hắn. Hào quang màu vàng trong mắt hắn dọc theo xung quanh sơn thể, tiến lên trên, rất nhanh liền đến cuối sơn động. Rất nhanh, Mạc Phàm nhíu mày. Đôi mắt không thể không nhìn phía trên cung điện. Bốn phía cung điện này có không ít thông đạo, nhưng không có một cái thông tới Ngũ Yêu Sơn, thủ vệ ở địa cung này nghiêm ngặt thì không nói, bên trong còn có một yêu vương. Hắn xông vào sẽ phiền phức hơn nhiều, càng không nói thông từ địa cung tới Ngũ Yêu Sơn. Nhưng nếu nơi khác không thể thông tới Ngũ Yêu Sơn, chỉ có thể điều tra địa cung rồi. Hào quang màu vàng ở trong mắt hắn đại phóng, chiếu về phía địa cung, cẩn thận đảo qua địa cung. Một lát sau, trước mắt hắn hơi sáng lên, lập tức khôi phục như thường. Vương Thành nói không sai,
Quả thật nơi này có một mật động thông tới Ngũ Yêu Sơn, ở sâu trong tòa cung điện này. Nhưng muốn đi vào mật động đó, nhất định phải đi qua bên cạnh yêu vương Hàn Ly đang ngủ say. Trừ chuyện đó ra, chuyện này không đơn giản như Vương Thành nói, mặc ngư lân giáp vào là có thể thông qua. Nếu mặc ngư lân giáp, có khả năng hắn sẽ chết nhanh hơn. Hắn do dự một lát, nhoáng lên một cái vào trong sơn động không người. Ngón tay giữa của hắn sáng lên, lấy một hộp châm ra. Ý niệm của hắn vừa động, 81 cây châm trong hộp đâm vào các nơi trên người hắn như mưa rơi. Những châm này vừa châm xuống, một đám phù văn khác nhau xuất hiện xung quanh những cây châm này, vết thương trên người hắn do né tránh sát thủ hợp đạo kỳ lưu lại nhanh chóng khép miệng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lúc trước những vết thương này được hắn dùng bí pháp che lại, chưa đến mức hắn dùng linh khí sẽ dẫn tới cơ thể tan vỡ, nhưng hắn không thể dùng bí pháp của thích khách là thiên ẩn thuật và thiên liệt thuật nữa rồi. Hắn muốn đi qua yêu vương Hàn Ly, thiên ẩn thuật là bí pháp tốt nhất. Những châm này hạ xuống, mới có thể duy trì một ngày, để hắn có thể sử dụng thiên ẩn thuật mà không thương tổn tới cơ thể, không lâu sau, tất cả vết thương trên người hắn khôi phục hoàn toàn. Hắn cất những cây châm này đi, lúc này mới đi tới địa cung. Nhưng hắn mới bước vào địa cung, vẫn chưa đi rất xa, sắc mặt hắn thay đổi. Trên người hắn, trên bộ ngư lân giáp mặc trên người, một phù văn đột nhiên sáng lên. Mạc Phàm rất quen thuộc với phù văn này, khởi bạo phù. Một khi phù văn này sáng lên, nhất định sẽ có chỗ nào đó nổ mạnh. Tuy hắn không biết là chỗ nào, nhưng cho dù là chỗ nào nổ ra, chỉ sợ không phải là chuyện tốt gì. Dưới chân hắn vừa động, nhanh chóng lùi trở về. Hắn trở lại sơn động không người hành châm lúc trước, vội vàng hủy diệt khởi bạo phù kia. Nhưng yêu khí khi nắm khi buông xung quanh địa cung vẫn dừng lại. Ở chỗ sâu nhất địa cung, trong băng chỉ vĩ đại, một cự long không sừng vốn đang ngủ say ở trong băng lam đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía giữa cơ thể mình, một viên trứng rồng màu băng lam đầy lân phiến. Hàn Ly gần như không do dự, phun băng hàn chi khí về phía trứng rồng kia. Nhưng trên trứng rồng, một phù văn giống như đúc phù văn trên ngư lân giáp của Mạc Phàm vẫn sáng lên. Không đợi phù văn sáng hẳn lên, băng hàn chi khí đã đến trên trứng rồng, trong chớp mắt phù văn nhạt đi. Nhưng mà, răng rắc, âm thanh thủy tinh nứt vang lên, tuy khởi bạo phù không nổ hoàn toàn, nhưng vẫn nổ ra, từng đạo vết rạn xuất hiện trên trứng rồng. Hàn Ly vốn sửng sốt, sau đó hỏa diễm màu lam lập tức sáng lên trong long nhãn như đèn lồng, tiếng gầm giận dữ vang lên theo. Phong bế cửa động cho ta, không thể để một con muỗi bay từ nơi này ra ngoài. Giọng nói tràn đầy phẫn nộ vang lên, cũng khiến cả ngọn núi run lên. Một khắc trước Hàn Ly động còn vô cùng yên tĩnh, trong chớp mắt sao động hẳn lên. Lối ra Hàn Ly động, thác nước bị đóng băng, hình thành một phiến băng môn. Rầm rầm rầm, một cửa đá hạ xuống, phong tỏa mỗi cái hang lại. Từng đội ly yêu lục soát khắp nơi. Mạc Phàm nhìn đám yêu binh lui tới xung quanh, vẻ mặt hắn lãnh khốc, trong mắt nở rộ sắc bén. Kiếp trước, hắn ăn không ít khổ cực vì tin tưởng người khác, không ngờ lần này cũng như vậy. Rất rõ ràng, không phải Vương Thành bị mua chuộc, mà con trai của Chu Bất Phi sư huynh đến chết cũng không hối cải. Lần này phiền phức rồi, không biết khởi bạo phù nổ từ thứ gì, Hàn Ly đã tỉnh, đừng nói là hắn muốn đến tận cùng địa cung, có thể sống rời khỏi nơi này đã hãy nói. Hàn Ly này ít nhất hơn 3.000 năm, thực lực tương đương với hóa thần trung kỳ. Cho dù hắn có tàn hồn ma long và kiếm dưỡng 20 năm cũng không có tác dụng. Ý niệm của hắn vừa động, hỏa diễm lập tức giấy lên trên tay hắn, trong chớp mắt ngư lân giáp bị đốt sạch không còn thừa. Ngư lân giáp bị đốt, đồng thời khí tức kinh khủng lấy địa cung làm trung tâm, lan ra bốn phương tám hướng. Chỉ trong phút chốc, cả Hàn Ly động được bao phủ ở bên trong. Tiểu tử, bản cung đã tìm được ngươi, ngươi nổ trứng của bản cung, giết hài tử của ta. Tốt nhất là ngươi tự mình đi tới chỗ bản cung, nếu không bản cung băm ngươi ra vạn đoạn. Mạc Phàm nhíu mày, Hàn Ly chắc chắn không biết hắn, chuyện này ầm ĩ lớn rồi. Nếu chỉ là Hàn Ly bị khởi bạo phù bùng nổ một phen, vấn đề còn không lớn. Khởi bạo phù không thể thương tổn được Hàn Ly, cùng lắm là đánh thức Hàn Ly. Nhưng khởi bạo phù nổ trứng rồng của Hàn Ly, lần này mọi chuyện ầm ĩ lớn rồi. Hàn Ly là dị chủng trong các loại rồng. Ngàn năm mới thai nghén ra được trứng rồng, sau này muốn thai nghén càng ngày càng lâu. Trứng rồng bị khởi bạo phù nổ hủy,
Hàn Ly sẽ không từ bỏ ý đồ. Không ra, tốt lắm, nhân loại, cho dù tìm cả ngọn núi, bản cung cũng phải đào ngươi ra. Hàn Ly thấy đe dọa vô dụng, nói tiếp. Những lời này vừa vang lên, một đám bóng trắng trên người Hàn Ly phân liệt ra, có khoảng chừng trên 100 cái. 100 Hàn Ly này đều tự tìm một động, tìm kiếm sát mặt đất, sợ bỏ qua thứ gì đó. Đồng thời, Lý Yêu ở trong Hàn Ly động cũng tìm kiếm theo. Mạc Phàm nhìn những bóng trắng hình rồng, sắc mặt hắn khó coi, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Chỉ cần hắn không tới gần Hàn Ly muốn tìm hắn cũng không dễ. Nhưng những bóng trắng này đều là phân thân của Hàn Ly, một khi phân thân đến xung quanh hắn, cho dù hắn dùng thiên ẩn thuật, cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hàn Ly tiếp tục tìm kiếm như vậy, tìm được hắn là chuyện sớm hay muộn. Hắn suy nghĩ một lát, trong hai mắt hiện lên hào quang màu vàng, nhìn về phía bản thể của Hàn Ly. Hoàng quang đến chỗ nào, Hàn Ly và trứng rồng tràn đầy vết dạn lập tức xuất hiện trong mắt hắn. Một lát sau, hắn thu hào quang màu vàng trong mắt lại. Hắn hít sâu một hơi, tán thiên ẩn thuật trên người, đi từ trong sơn động ra. Không cần tìm nữa, ta ở đây. Hắn vừa đi ra, những bóng dáng của Hàn Ly hóa thần và Ly Yêu lập tức chen chúc mà đến, lực lượng khủng bố đè ép tới. Bạch quang rơi lên trước người Mạc Phàm không xa, bạch quang thu lại, một mỹ phụ lạnh lùng mặc cung trang bạch y xuất hiện. Mỹ phụ này vừa xuất hiện, sơn động vốn rét lạnh thấu xương, lập tức được một tầng băng lạnh bao phủ. Nhân loại, người nào sai ngươi ra tay với con trai của bản cung, nói cho ta biết, bản cung sẽ để ngươi chết toàn thây. Đôi mắt Hàn Ly như lợi kiếm hàn băng, ép hỏi Mạc Phàm. Mạc Phàm chỉ là tu sĩ kim đan, có khả năng trộm trứng rồng, dùng để ấp trứng thành linh sủng, không có khả năng chỉ nổ hủy trứng rồng. Nhưng nếu Mạc Phàm làm, phần lớn là có người sai bảo. Mạc Phàm lắc đầu, cười nhạt. Ngươi nhìn bộ quần áo của ta xem, ai có thể sai ta tới hủy trứng rồng của ngươi. Khi nói chuyện, pháp y xuất hiện trên người hắn. Hửm. Sắc mặt Hàn Ly thay đổi, chân mày cau lại. Ở Vạn Yêu Quật một số yêu tộc cấp thấp không biết nơi này thuộc Thần Nông Tông, bà ta thân là yêu vương nên biết rõ. Không chỉ biết rõ, bà ta còn biết áo cà sa trên người Mạc Phàm, chỉ có người chữ lót bất ở Thần Nông Tông mới có. Nhưng mà, ngươi là một tu sĩ kim đan, sao có thể là đệ tử chữ lót bất của Thần Nông Tông? Hàn Ly lạnh giọng hỏi. Ngươi cảm thấy Thần Nông Tông chúng tôi nhận đệ tử chỉ nhìn tu vi à? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Nếu ngươi thân là đệ tử chữ lót bất của Thần Nông Tông, vì sao phải hủy trứng rồng của bản cung, đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử của Thần Nông Tông, bản cung sẽ không giết ngươi. Hàn Ly lạnh giọng hỏi. Khởi bạo phù trên trứng rồng của ngươi không phải ta hạ, bây giờ ta cũng không biết người hạ dẫn bạo phù trên người ta là ai. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Một khi dẫn bạo phù trên ngư lân giáp của hắn cách vừa đủ với khởi bạo phù, sẽ khởi động khởi bạo phù. Đây không phải là Vương Thành dở trò quỷ, phần lớn là do người khác. Không phải ngươi, ngươi nghĩ bản cung sẽ tin ngươi à? Hàn Ly nhíu mày nói. Ta tới đây là vì có người nói cho ta biết nơi này có thể thông tới Ngũ Yêu Sơn, nhưng ta còn chưa tiến vào địa cung, khởi bạo phù đã kích nổ, ngươi tin chuyện này hay không tùy ngươi. Mạc Phàm nói thẳng. Nhân loại, bản cung sống 3.000 năm. Ngươi cho rằng bản cung là đứa bé, dùng lời nói dối cấp thấp như vậy lừa bản cung, ngươi có tin bản cung lập tức giết ngươi không? Hàn Ly lạnh lùng nói. Hàn Ly vừa nói câu này xong, Hàn Băng lập tức lao về phía Mạc Phàm một cách dũng mãnh. Mạc Phàm không phản kháng cũng không ngăn cản, chỉ cười nhạt một tiếng. Ta nói thật, ngươi không tin ta ta cũng không có biện pháp, nhưng ta có thể nói một số chuyện khiến ngươi tin tưởng, ta là đệ tử của trưởng môn Thần Nông Tông, ngươi giết ta. Lát nữa sẽ có người đến chỗ ngươi, diệt ngươi, đến lúc đó đám hủy trứng rồng của ngươi sẽ vui vẻ nhất, ta không biết trí tuệ 3.000 năm của ngươi cao bao nhiêu, nhưng ngươi phải hiểu ý của ta. Hàn Ly vốn định đóng băng Mạc Phàm, nghe thấy lời Mạc Phàm nói, trong đôi mắt bà ta đầy do dự. Mạc Phàm nói không sai, chữ lót bất không phải là tu sĩ bình thường của Thần Nông Tông, có thể trở thành chữ lót bất với tu vi kim đan, nếu không phải thiên phú của Mạc Phàm tuyệt đỉnh, thì y đạo kinh thiên. Hơn nữa Mạc Phàm còn là đệ tử của trưởng môn, chắc chắn Thần Nông Tông sẽ truy cứu, đến lúc đó bà ta sẽ bị giết như lời Mạc Phàm nói. Ngoài ra Mạc Phàm bình tĩnh trước mặt bà ta như vậy, nếu không ai sai bảo,
quả thật có khả năng bị người ta hãm hại. Thật sự không phải ngươi hủy trứng rồng của bản cung. Hàn Ly bán tín bán nghi nói. Nếu hủy trứng rồng của ngươi có thể khiến ta thông qua thông đạo ở phía tận cùng, có lẽ ta sẽ làm vậy. Mạc Phàm cười nói. Hắn vừa nói câu này, Hàn Ly không chỉ không tức giận, trái lại lạnh lùng liếc xung quanh Mạc Phàm. Quả thật ngươi bị người ta lừa tới chỗ bản cung, mật động ở sâu trong địa cung của bản cung đã được che lại, cho dù bản cung cho ngươi qua, không giải được ngũ hành phong ấn bên kia ngũ yêu sơn, ngươi cũng không có biện pháp qua mật động kia đến ngũ yêu sơn. Hàn Ly giải thích, Mạc Phàm nhíu mày, cười chua xót. Xem ra hắn không chỉ bị lừa, còn bị lừa rất sâu. Cho nên, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mạc Phàm hỏi, ngươi đi theo ta, tìm người hủy trứng rồng của bản cung, ngươi giết tên đó, ta thả ngươi, muốn thông qua địa cung của bản cung tiến vào ngũ yêu sơn, ngươi đừng nghĩ nữa. Hàn Ly lạnh lùng nói, giết Mạc Phàm không có lợi với bà ta, không những không báo được thù, còn có thể khiến mình tham dự vào. Ngươi tự mình tìm đi, ta có thể cho ngươi manh mối, ngoài ra ta cần tiến vào ngũ yêu sơn từ chỗ ngươi. Mạc Phàm lắc đầu nói. Từ nơi này thông tới ngũ yêu sơn phiền phức lớn nhất là Hàn Ly, bên kia ngũ yêu sơn chỉ là ngũ hành phong ấn mà thôi, nghĩ biện pháp phá giải là được, phá phong ấn này đơn giản hơn đối mặt với năm yêu vương. Cho nên hắn chỉ có thể đi từ đây vào, sẽ không có lựa chọn khác. Để trả thù lao, ta sẽ cứu long tử của ngươi. Mạc Phàm bổ sung thêm. Ngươi có thể cứu hài tử của bản cung sao? Hàn Ly nhướng mày, vô cùng khiếp sợ ói. Trứng rồng của bà ta còn chưa tới thời gian ấp trứng, tuy không nổ tung ra, chỉ cần xuất hiện khe hở, tử vong là chuyện sớm hay muộn, không thể cứu được. Nếu đợi thêm lát nữa, ta cũng không cứu được, hiện giờ, không thành vấn đề. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Trứng rồng này cách phá xác không xa, hơn nữa chỉ là xác vỡ ra, không thương tổn tới long bảo bên trong. Hiện giờ mà nói, chữa trị long xác hoặc để long anh ra trước đều được. Đương nhiên, nếu không phải nhìn thấy trứng rồng còn có đường sống cứu chữa, hắn sẽ không lỗ mãng đứng ra như vậy. Tuy hắn là người có chữ lót bất, Hàn Ly sẽ kiêng kỵ, nhưng người cũng bị lửa giận khống chế, yêu tộc thì càng khỏi phải nói. Nếu ngươi có thể cứu sống hài tử của bản cung, bản cung có thể đồng ý với yêu cầu của ngươi, cho ngươi qua mật động đó, còn không so đo chuyện ngươi tự ý xông vào cấm địa của bản cung. Ngoại trừ chuyện đó ra, bản cung còn muốn y thuật ngươi chữa trị cho hài tử của bản cung, nếu không không bàn nữa. Hàn Ly cau mày suy tính, nói. Trí nhớ của yêu tộc bọn họ có thể truyền thừa thông qua huyết mạch, nếu có y thuật này, gặp phải chuyện như vậy, còn có thể ứng phó. Phải biết rằng Hàn Ly bọn họ phải ngàn năm mới thai nghén trứng rồng đầu tiên. Ấp trứng cũng phải lâu như vậy. Một khi gặp phải tình huống hôm nay, thai nghén ngàn năm sẽ bị hủy trong chốc lát. Cũng vì nguyên nhân này, số lượng của Hàn Ly nhất mạch rất ít. Có thể, ngươi muốn để hài tử của ngươi tiếp tục ấp trứng, hay là muốn hài tử của ngươi giáng sinh trước? Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Chỉ là chút y thuật mà thôi, căn bản không lọt vào mắt hắn, đưa thì đưa, chuyện này vốn là vì hắn, nếu không sẽ không liên lụy tới Hàn Ly. Có thể giáng sinh trước sao? Sắc mặt Hàn Ly thay đổi, hỏi. Sở dĩ bà ta rơi vào trong ngủ say, một là vì thai nghén trứng rồng nguyên khí bị hao tổn quá nhiều, hai là phải bảo vệ trứng rồng an toàn. Nếu có thể giáng sinh trước, bà ta không cần ngốc trong địa cung cả ngày nữa. Nhưng Hàn Ly giáng sinh trước quá yếu, căn bản không chịu nổi cơ thể nhanh chóng tăng trưởng, trên cơ bản Hàn Ly giáng sinh trước đều sẽ chết. Chỉ có thể để tiểu Hàn Ly tự mình phá vỏ trứng. Mới có khả năng sống sót. Chúng ta vào địa cung đi. Mạc Phàm không trả lời, lạnh nhạt nói. Hàn Ly do dự một lát, vẫy tay với đám ly yêu ở xung quanh, đám ly yêu vây quanh nhanh chóng tản ra một đường đi. Nhân loại, tốt nhất là người có thể cứu sống đứa bé của bản cung. Hàn Ly nói xong những lời này, xoay người đi vào địa cung. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, đi theo phía sau bà ta. Giữa địa cung, trong đại điện tráng lệ, trên đài cao hình tròn tương tự cái giường, có một trứng rồng được Hàn Ly đóng băng. Mạc Phàm không sốt ruột bảo Hàn Ly mở ra, trong mắt hắn chớp lóe lam quang, quét một vòng quanh trứng rồng. Hắn xác nhận ba lần, lúc này mới dừng lại. Ta có một phương pháp có thể chữa trị trứng rồng, cũng khiến long bảo giáng sinh trước, cần tinh huyết của ngươi làm dẫn, cần chữa trị 3 ngày, giáng sinh cần 9 ngày,
ta có thể truyền phương pháp này cho ngươi, nhưng ta không định dùng phương pháp này. Ngươi còn biện pháp khác sao? Ta còn một phương pháp khác, rất nhanh long bảo của ngươi sẽ giáng sinh, hơn nữa sẽ cường đại hơn là giáng sinh tự nhiên, nhưng chỉ có ta mới sử dụng được phương pháp này, không có biện pháp truyền thụ cho ngươi, ta sẽ dùng phương pháp này để long bảo của ngươi giáng sinh, sau đó truyền phương pháp cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Phàm thản nhiên nói. Bổ Thiên Hàng Long trận có thể khiến long bảo giáng sinh bình yên, nhưng cần 9 ngày, hắn không có nhiều thời gian ở đây như vậy. Dù sao hắn cần đan thành cửu pháp, sau đó phá đến bát trọng thiên kiếp, tiến vào nguyên anh đỉnh phong mới được. Không thành vấn đề, chỉ cần hài tử của bản cung bình yên giáng sinh là được, nhưng bản cung nhắc nhở ngươi một lần, đường từ địa cung của bản cung thông tới Ngũ Yêu Sơn đã bị đứt, cho dù bản cung cho ngươi đi qua, ngươi cũng không có biện pháp tiến vào Ngũ Yêu Sơn. Tự ngươi biết rõ, nếu ngươi không thể qua, bản cung cũng không cho ngươi thù lao khác. Hàn Ly lạnh lùng nói. Nếu không thể thông qua từ đây, vậy không liên quan gì tới ngươi, tản hàn khí của ngươi ra đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hy vọng ngươi nói được làm được, nếu ngươi không cứu được hài tử của bản cung, vậy bản cung sẽ chôn ngươi cùng với đứa bé. Hàn Ly vung tay lên, hàn băng bên ngoài trứng rồng tản đi, lộ ra bản thể đầy vết dạn. Mạc Phàm không để ý tới Hàn Ly, dưới chân vừa động, đến bên cạnh trứng rồng, một chưởng như lôi đình đánh về phía trứng rồng. Sắc mặt Hàn Ly thay đổi, tuy Mạc Phàm là tiểu tu sĩ kim đan đỉnh phong, nhưng trứng rồng đã vỡ nát, năng lượng dao động rất nhỏ đều khiến long bảo của bà ta tử vong. Tuy Mạc Phàm cách trứng rồng rất gần, nhưng bà ta tương đương với tu sĩ hóa thần trung kỳ nhân loại. Ý niệm vừa động, chắn phía trước trứng rồng. Nhân loại, ngươi muốn chết à? Nhưng một chưởng của Mạc Phàm đến trước ngực cao ngất của bà ta, giống như nước ấm xuyên qua cơ thể bà ta, tay Mạc Phàm biến mất trong cơ thể bà ta và vỏ trứng rồng, với vào bên trong trứng rồng. Nếu ngươi không tin y thuật của ta, bây giờ ngươi có thể dừng lại. Mạc Phàm nhíu mày, hơi bất mãn nói. Hàn Ly nhìn tay Mạc Phàm xuyên qua ngực bà ta, gương mặt lạnh lùng đỏ tận mang tai. Bà ta không nói gì nữa, lùi sang một bên. Trong đôi mắt nhìn Mạc Phàm có thêm vài phần phức tạp. Mạc Phàm không để ý tới Hàn Ly, ý niệm vừa động, tạo hóa kim đan chuyển động, tạo hóa bất diệt ấn sáng lên theo, lực tạo hóa thông qua tay hắn tụ tập về phía Long Bảo. Long Bảo nhắm chặt mắt cảm nhận được lực lượng này, mí mắt khẽ nâng, không tự chủ được di chuyển về phía tay Mạc Phàm, hấp thu lực lượng hấp dẫn hơn chất lỏng bên trong trứng rồng. Theo lực tạo hóa được hấp thu, cơ thể Long Bảo nhanh chóng biến cứng, biến to. Hàn Ly nhìn chằm chằm trong trứng rồng, trong đôi mắt đều là vẻ khó tin. Bà ta cảm nhận được rõ, khí tức của Long Bảo đang nhanh chóng biến cường. Tốc độ này còn nhanh hơn Long Bảo tự ấp trứng đâu chỉ gấp 10 lần, hơn nữa khí tức biến cường, đồng thời cơ thể Long Bảo cũng biến cường. Đây là lực lượng gì? Hàn Ly không nhịn được hỏi. Đây là gì, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết Long Bảo sắp giáng sinh là được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lực tạo hóa là lực lượng sau khi mỗi người giáng sinh sẽ mang theo, khi vừa sinh ra lực lượng cực mạnh, theo tuổi tăng lên, lực tạo hóa sẽ dần giảm bớt, khi tử vong sẽ biến mất hoàn toàn. Loại lực lượng này đưa vào trong trứng rồng, có thể khiến Long Bảo nhanh chóng giáng sinh. Nếu hắn nguyện ý, thậm chí có thể khiến Long Bảo càng cường tráng hơn một chút. Hắn lại thêm chút lực tạo hóa, lúc này mới rút tay ra. Răng rắc, âm thanh vỡ nát vang lên. Trong chớp mắt vỏ trứng đầy khe hở vỡ nát, tiếng kêu khàn khàn vang lên, một bóng trắng bay từ trong vỏ trứng ra. Hàn Ly giáng sinh. Bóng trắng này dài hơn 1 mét, toàn thân như hàn băng điêu khắc mà thành, đôi mắt to linh động vốn nhìn Hàn Ly, ngay sau đó giống như đứa bé bám lên người Mạc Phàm, quay xung quanh Mạc Phàm, cuối cùng quấn trên tay Mạc Phàm, trong đôi mắt đều là khát khao. Hàn Ly nhíu mày, trong mắt lóe lên sắc bén. Linh Nhi, còn không nhanh tới chỗ bản cung. Tiểu Hàn Ly do dự, vẻ mặt không nỡ rời khỏi tay Mạc Phàm, quay về bên cạnh Hàn Ly. Mạc Phàm lấy một ngọc giản ra, khắc bổ thiên hàng long trận vào bên trong. Làm xong những chuyện này, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Hàn Ly bên cạnh Mỹ phụ mặc cung trang, lại lấy một bình ngọc ra, một dòng tạo hóa khí lập tức tụ vào trong bình ngọc, hắn ném hai thứ này cho Mỹ phụ mặc cung trang. Bên trong ngọc giản là phương pháp chữa trị và khiến long bảo giáng sinh trước 2-3 tháng thì được. Nhưng đừng trước thời hạn quá nhiều, bên trong bình ngọc có linh khí, mỗi ngày cho Tiểu Hàn Ly một đạo,
nó mới nhanh chóng cường tráng. Mạc Phàm nói tiếp. Hàn Ly nhận ngọc giản và bình ngọc, cẩn thận kiểm tra cơ thể tiểu Hàn Ly, lông mày nhíu chặt dần giãn ra. Tuy tiểu Hàn Ly giáng sinh trước, nhưng cường tráng hơn lúc bà ta sinh ra một chút. Hơn nữa trên người tiểu Hàn Ly còn có linh khí rất kỳ lạ, linh khí dị chủng này khiến cơ thể tiểu Hàn Ly xảy ra chút biến hóa. Tuy bà ta không biết đó là linh khí gì, nhưng phần lớn là thứ tốt. Bởi vì trời sinh Hàn Ly nhất tộc bọn họ có thể nắm băng sát khí trong tay, linh khí bình thường nhập vào cơ thể đều bị băng sát khí ăn mòn, linh khí này có thể tồn tại, nói lên cấp bậc trên băng sát khí. Có thứ gì đó cấp cao, thường không phải chuyện xấu. Trong chớp mắt, cuối cùng bà ta cũng hiểu vì sao Mạc Phàm chỉ có tu vi kim đan, nhưng thành đệ tử chữ lót bất của thần Nông Tông, có khả năng tiểu tử này không chỉ có y thuật cao minh, tiềm lực cũng không nhỏ. Người như vậy, nếu bị đẩy vào đám đệ tử không, hư, vậy thần Nông Tông đúng là mắt mù. May mà bà ta không ra tay với Mạc Phàm, nếu không sẽ như lời Mạc Phàm nói, thần Nông Tông sẽ phái người diệt bà ta. Bà ta xác nhận tiểu Hàn Ly không sao, lúc này mới yên lòng. Là người nào gieo khởi bạo phù lên người đứa bé của bản cung? Mạc Phàm cầm trứng rồng vỡ nát, cầm mảnh nhỏ có khắc khởi bạo phù, nhẫn chữ vật trên tay sáng lên, sát ngoài lập tức được hắn cất đi. Ngư lân giáp mà hắn mặc lúc trước có thể tìm được người động tay động chân với hắn, nhưng vì né tránh Hàn Ly đuổi theo hắn đã hủy diệt trước, muốn tìm người hủy diệt hắn, chỉ có thể thông qua thứ này. Người kia ngươi không cần phải xen vào, đợi ta rời khỏi nơi này, sẽ đi tìm người đó tính sổ. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên sắc bén, bình tĩnh nói. Hắn mới tới thần Nông Tông ngày đầu tiên, đã bị người ta ám toán thiếu chút nữa mất mạng. Cho dù người này là ai, hắn đều phải khiến người này trả giá thật đắt. Đợi ngươi còn mệnh rời đi hãy nói, ngươi đến đây với bản cung. Hàn Ly cũng nhặt vài mảnh trứng có khắc khởi bạo phù lên. Mạc Phàm có thể tìm được đối phương thông qua khởi bạo phù, bà ta cũng vậy. Mạc Phàm cố chấp tới Ngũ Yêu Sơn như vậy, cho dù thông qua ngũ hành phong ấn, có thể sống rời khỏi Ngũ Yêu Sơn thì hãy nói. Ngũ hành nội đan ở Ngũ Yêu Sơn, cho dù là bà ta cũng muốn. Tuy bà ta ở trạng thái ngủ say, nhưng có thể cảm nhận được xung quanh Ngũ Yêu Sơn ngoại trừ Ngũ Yêu Vương ra, thì có không ít mười mấy yêu vương lượn vòng bên ngoài núi, chuẩn bị xông vào cướp Ngũ Yêu nội đan bất cứ lúc nào. Những người này ra tay, Mạc Phàm dám tới gần sẽ tử vong, căn bản không có cơ hội ra ngoài báo thù. Nói xong, Hàn Ly dẫn tiểu Hàn Ly đi xuống đài cao, lập tức đi vào mật động ở sâu trong địa cung. Mạc Phàm không nói gì, theo ở phía sau. Không lâu sau, Mạc Phàm đi theo Hàn Ly tới tận cùng mật động. Quả thật như lời Hàn Ly nói, sơn động này được bà ta che lại, không biết huyền băng màu đen dày bao nhiêu. Hàn Ly vươn một tay ra, huyền băng màu đen lập tức lui sang hai bên. Mạc Phàm và Hàn Ly đi một phút đồng hồ, lúc này mới đi ra khỏi mật động, đến nơi nối giữa động của Hàn Ly và Ngũ Yêu Sơn. Nơi này là một vách núi vĩ đại, giống như cả sơn thể, bị người ta bổ một đao từ giữa. Đoạn dốc núi, nước sông như sương mù dậy sóng chảy qua, rộng khoảng chừng 100 mét, sâu không thấy đáy. Tiểu Hàn Ly mới bay đến trên sông, trên người lập tức nở rộ quang mang màu trắng. Dù vậy, cơ thể vẫn không tự chủ được rơi xuống dưới. Mạc Phàm nhíu mày, một tay vươn ra, bắt lấy tiểu Hàn Ly, kéo cô bé lại. Nhược thủy. Không sai. Chỉ là những huyền băng đó, vẫn không đủ ngăn cản Ngũ Yêu Vương, cho nên bà ta điều nhược thủy tới. Nhược thủy chi thượng, đa số thứ đều chìm xuống, chết chìm trong nhược thủy. Mạc Phàm buông tiểu Hàn Ly ra, đưa mắt nhìn Ngũ Yêu Sơn, lông mày hơi nhướng lên. Quả nhiên, trên vách núi đối diện có ngũ hành phong ấn. Mở phong ấn này ra, có thể thông tới nơi nào Ngũ Yêu Sơn? Mạc Phàm chỉ phong ấn hỏi. Quả thật ngũ hành phong ấn hơi phiền phức, nhưng không phải không thở phá giải. So với thứ này, hắn càng quan tâm mở phong ấn sẽ tới nơi nào. Lúc trước Vương Thành nói có thể tới tầng 6 Ngũ Yêu Sơn, nhưng lời Vương Thành nói có độ tin cậy gần như bằng không rồi. Có thể tới tầng 5 Ngũ Yêu Sơn, nếu vận khí của ngươi tốt, có lẽ chỉ gặp một số yêu binh, vận khí tệ mà nói, Ngũ Yêu Vương đều ở nơi này, bình thường bọn họ đều ở tầng 5, nhưng ngươi đến tầng 6 mới tính là an toàn, tầng 6 là nơi ở của Lão Yêu Vương. Lão Yêu Vương chết, nơi này được phong ấn, Ngũ Yêu Vương không thể tiến vào, ngũ hành nội đan ngươi muốn có lẽ ở tầng 6,
nếu tầng 6 không có, ngươi đừng đấu tranh nữa, ngũ yêu sơn có tổng cộng 7 tầng, tầng 7 là mộ địa của ngũ hành yêu tộc nhất tộc. Chỉ ngũ hành yêu tộc tử vong mới có thể đi vào, theo ta được biết. Rất có khả năng lão yêu vương đã tiến vào tầng 7. Hàn Ly nhắc nhở. Hàn Ly động của bà ta gần sát ngũ yêu sơn, trước kia còn nối nhau, ngoại trừ ngũ yêu vương ra, không có yêu vương nào hiểu biết hơn bà ta. Nếu không phải Mạc Phàm cứu đứa bé của bà ta, còn cho bà ta linh khí dị chủng, bà ta đã không nói những lời này với Mạc Phàm. Tầng 5 sao? Mạc Phàm nhíu mày. Kiếp trước hắn tiến vào ngũ yêu sơn, nên biết rất rõ bên trong. Ngũ hành yêu đan không ở tầng 7, cũng không ở tầng 6, mà ở một chỗ nào đó trong tầng 5 và tầng 6. Nếu sơn động này thông tới tầng 6, hắn có thể giảm bớt không ít phiền phức, nhưng tầng 5 mà nói, nếu gặp phải ngũ yêu vương thì phiền phức rồi. Ngũ yêu vương không phải Hàn Ly, trứng rồng của Hàn Ly bị phá hắn có thể khiến tiểu Hàn Ly giáng sinh trước, hắn đến ngũ yêu sơn là lấy viên ngũ hành yêu đan đi. Hàn Ly lấy một ngọc phù do Hàn Ngọc tạo thành ra, đưa cho Mạc Phàm. Ngọc phù này không những khống chế cầu nổi trong nhược thủy, còn có thể khống chế huyền băng trong sơn động kia, ngươi muốn mượn không, nhưng bây giờ hối hận còn kịp, cho dù ngươi có thể chạy trốn tới địa cung của ta, nếu bị ngũ yêu vương phát hiện, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lấy ngọc phù, một dòng linh khí chút vào bên trong, phiến đá màu xanh khắc phù văn dâng lên trong nhược thủy. Hắn dẫm lên phiến đá đi đến bờ bên kia, Hàn Ly hừ lạnh một tiếng xoay người trở về mật động, huyền băng màu đen chắn cửa động lại. Một lát sau, Mạc Phàm vượt qua nhược thủy, đi tới phía trước phong ấn, phiến đá dâng lên lại chìm xuống, biến mất không thấy. Mạc Phàm không sốt ruột phá vỡ phong ấn, tuy phong ấn này do ngũ yêu vương cùng bày ra, nhưng trên người hắn có thái âm và thái dương chi khí, muốn phá giải cũng không khó, phiền phức duy nhất là sau khi phá giải ngũ hành phong ấn. Nếu gặp phải ngũ yêu vương, hắn nên làm gì đây? Cho dù dùng thiên ẩn thuật, ở gần vẫn sẽ bị phát hiện. Dẫn tới bạo loạn sao? Mạc Phàm nghĩ một lát, nói. Bên ngoài ngũ yêu sơn có không ít yêu vương, nếu dẫn tới bạo loạn, chắc chắn ngũ yêu vương sẽ đi ngăn cản, hắn có thể nhân cơ hội mà vào. Ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong phút chốc, đã bị hắn phủ quyết. Một nhân loại như hắn muốn dẫn tới bạo loạn ở trong yêu tộc quá khó khăn. Khí tức của hắn rất dễ phân biệt, một khi bị phát hiện, người bị giết đầu tiên chính là hắn. Vậy chỉ có thể sử dụng tàn hồn ma long sao? Mạc Phàm nói với vẻ bất đắc dĩ. Nếu vận khí của hắn không tốt, gặp phải ngũ yêu vương, chỉ có tự bạo ma long ở tầng thứ 5 ngũ yêu sơn để chế tạo một chút hỗn loạn. Nếu có thể khiến yêu tộc ở bên ngoài phát hiện, xông vào trong ngũ yêu sơn, có lẽ hắn còn tìm được ngũ hành yêu đan, nếu không hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Hắn suy nghĩ một lát, chú ngữ chua xót truyền từ miệng hắn ra, một con mắt biến thành màu bạc, trong một con mắt khác xuất hiện một đóa liên hoa huyết sắc. Con mắt màu bạc của hắn nhìn về phía nhược thủy, một phù văn hình con mắt lập tức xuất hiện ở bên kia bờ. Ý niệm của hắn vừa động, trong hai tay xuất hiện hai linh khí một vàng một đen. Hắn không sốt ruột phá giải ngũ hành phong ấn, mà bố trí một âm dương lưỡng nghi phong ấn bên ngoài ngũ hành phong ấn trước. Nếu vận khí thật sự không tốt, âm dương lưỡng nghi phong ấn này còn có thể chắn một cái giúp hắn. Chỉ trong phút chốc, một đồ án như thái cực bát quái đồ xuất hiện bên ngoài ngũ hành phong ấn. Đồ án này lóe lên vài cái, liền biến mất trên thạch bích. Mạc Phàm nhìn cửa động sâu thẳm, không dám có chút sơ suất. Nơi này đã xem như là ngũ yêu sơn, hơi lơ là sẽ chết. Dù sao nơi này không phải là Thanh Thành. Ở Thanh Thành sở dĩ hắn có thể thoát khỏi tay Thích Khách Hợp Đạo Kỳ và nhiều hóa thần như vậy, nguyên nhân quan trọng nhất là ở Thanh Thành cấm võ đấu, nguyên nhân khác là hắn có chút chuẩn bị. Nếu cử hành hải tuyển ở Vạn Yêu Quật, hắn đã sớm bị Mạnh Sơn Hà giết chết 10 lần không dứt. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, nhìn cửa động đen nhánh một lát, muốn chuẩn bị vào sơn động. Đúng lúc này, một cơn gió yêu ma như tên rời cung bắn nhanh về phía hắn. Mạc Phàm nghĩ thầm không hay rồi. Dưới chân vừa động, sau đó nhanh chóng lùi về sau. Hắn mới rời khỏi sơn động, chỉ thấy một yêu lang năm đầu xông tới, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người hắn. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên âm dương phong ấn Mạc Phàm bày lúc trước sáng lên, yêu lang năm đầu đập mạnh vào trên phong ấn, lại bắn trở về. Yêu lang năm đầu hơi sửng sốt, đôi mắt hung ác nham hiểm nhìn Mạc Phàm có phong ấn bên ngoài, giảo hoạt xuất hiện trong đáy mắt nó.
nhân loại, ngươi tới tìm ngũ hành yêu đan đúng không? Mạc Phàm nâng mắt nhìn về phía yêu lang này ngoại trừ có 5 đầu ra, mỗi cái đầu đều lộ ra khí tức khác nhau. Nhưng lúc này, yêu lang này bị thương không nhẹ, ngoại trừ đầu giữa, 4 cái đầu ở hai bên đều cúi về một phía. Ngươi là yêu lang đạo thiên trốn ở ngũ yêu sơn đúng không? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Dựa theo lời mấy đệ tử đóng ở đây, náo động ở ngũ yêu sơn lần này là do một yêu lang đạo thiên 5 đầu xông vào ngũ yêu sơn dẫn tới. Yêu lang này còn sống hay chết không ai biết, xem ra chính là yêu lang trước mắt hắn. Ngươi là đệ tử của thần nông tông đúng không? Vậy mà biết bản tôn, vậy thì tốt quá, vừa rồi là ngươi giải trừ ngũ hành phong ấn đúng không? Yêu lang không sợ bị nhận ra, trái lại rất vui vẻ. Là ta giải trừ, có vấn đề gì sao? Mạc Phàm không giấu giếm, hỏi. Ngươi đến tìm ngũ hành yêu đan đúng không? Ngũ hành yêu đan đã ở trong tay ta. Chỉ cần ngươi giải phong ấn ơn íp, ta sẽ lập tức đưa ngũ hành yêu đan cho ngươi. Yêu lang nói xong thì phun một hạt châu ngũ sắc ra. Cho ta, ngươi thì sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nhìn hạt châu kia, nhướng mày hỏi. Ta tìm được những thứ khác ở trong cung điện của lão yêu vương, hơn nữa ta vốn có 5 loại thuộc tính, thứ này không có tác dụng mấy với ta, thế nào, tiểu tử? Yêu lang cười nói. Vậy à? Mạc Phàm hiểu ra, gật đầu. Ta có thể giải trừ phong ấn này, vì phong ấn này là ta bày ra, nhưng ta muốn lấy viên ngũ hành yêu đan kia trước. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chuyện này thì không được, nếu ngươi lấy được ngũ hành yêu đan mà không phá giải phong ấn thì ta làm sao bây giờ, hay là như vậy, chúng ta làm cùng lúc, ngươi mở phong ấn, thế nào? Trong mắt yêu lang hiện lên dị sắc, cười âm hiểm nói. Nếu ngươi muốn ra ngoài, vậy thì đưa yêu đan cho ta, ta có thể thề với tâm ma. Chỉ cần ngươi đưa ngũ hành yêu đan cho ta, ta đảm bảo có thể thả ngươi ra, nếu không ngươi chịu hình phạt ngũ lôi oanh đỉnh đi. Mạc Phàm lắc đầu nói. Yêu lang nheo mắt, lộ ra do dự. Có thể, cho ngươi yêu đan. Yêu lang nói xong, thì ném yêu đan lên trên phong ấn. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, âm dương phong ấn bao viên yêu đan kia, yêu đan bay tới tay Mạc Phàm. Tiểu tử, yêu đan đã cho ngươi, có phải ngươi nên giải trừ phong ấn hay không? Nếu bị ngũ yêu vương phát hiện, chúng ta đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn nữa. Yêu lang mỉm cười nói. Mạc Phàm vung tay lên, âm dương phong ấn chậm rãi mở ra. Yêu lang cười hung ác nham hiểm, đi từ bên trong ra. Nó vẩy lông trên người, cơ thể lập tức lớn hơn trước gấp 2-3 lần, trong đôi mắt nhìn về phía Mạc Phàm có thêm tàn nhẫn. Tiểu tử, người từng nghe nói tới chuyện xưa lấy oán trả ơn chưa, còn không nhanh trả yêu đan cho ta. Ta có thể để ngươi chết toàn thây. Một nhân loại kim đan, vậy mà tin tưởng lời nó nói, còn làm giao dịch với nó, đúng là không biết sống chết. Khi nói chuyện, yêu lang chậm rãi tới gần Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu cười, nhìn thoáng qua yêu đan trong tay. Ta biết có chuyện lấy oán trả ơn, nhưng ngươi có biết kết cục cuối cùng của con sói kia không? Chỉ là một yêu lang mà cũng dám lừa gạt hắn, nếu yêu lang này lấy được ngũ hành yêu đan. Sao kiếp trước hắn lấy được vào mấy trăm năm sau? Ngoài ra yêu đan trong tay hắn rõ ràng là nội đan của yêu lang này, dùng thứ này để lừa gạt hắn, chỉ có thể nói là muốn chết. Kết cục của người lấy oán trả ơn là, ăn luôn nhân loại. Cơ thể yêu lang hơi cong lại, lập tức như tên rời cung xông về phía Mạc Phàm, há cái miệng to như bồn máu, không do dự cắn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, dưới chân vừa động. Cơ thể bay về phía nhược thủy trong vách núi phía sau. Không đợi hắn rơi vào trong nhược thủy, ngọc phù hàn ly cho hắn xuất hiện, linh khí rót vào bên trong, một tảng đá lập tức dâng lên, đỡ lấy hắn. Cơ thể yêu lang thì rơi xuống, rơi vào trong nhược thủy. Sắc mặt yêu lang thay đổi, vội vàng ngừng thế đi, trở lại bên cạnh vách núi, trong đôi mắt màu xanh hiện lên bất ngờ và phẫn nộ. Vốn tưởng rằng Mạc Phàm chỉ là cảnh giới kim đan, sẽ dễ đối phó hơn. Ai biết Mạc Phàm phiền phức như vậy? Ta nói cho ngươi biết, kết cục của người lấy oán trả ơn, đó chính là bị thợ săn giết, sau đó thi thể của nó bị thợ săn làm những chuyện khác. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt. Yêu lang này thật sự cho rằng mình là người lấy oán trả ơn, nghĩ đơn giản quá rồi. Hắn vốn đang bối rối chuyện tiến vào ngũ yêu sơn, nhưng mà con yêu lang này có ý đồ với hắn, hắn nhất thời chú ý. Hỗn loạn này vì yêu lang mà ra. Nếu có thể khống chế yêu lang này, chắc chắn có thể dụ ngũ yêu vương rời đi,
còn có thể gây ra hỗn loạn thần không biết quỷ không hay, khiến hắn tiến vào bên trong cung điện có chứa ngũ hành yêu đan kia. Chỉ dựa vào tu sĩ nhân loại cấp kim đan như ngươi, cũng muốn làm thợ săn sao? Yêu lang cười khinh thường nói. Tuy nó bị ngũ yêu vương làm trọng thương, thực lực chỉ còn 2/3, nhưng dù sao yêu vương cũng là yêu vương, một tu sĩ kim đan có thể đối phó được sao? Cho dù Mạc Phàm cầm yêu đan của nó, cũng như nhau cả thôi. Mạc Phàm cười nhạt, đôi mắt nheo lại, nhìn về phía yêu lang. Yêu đan này cũng có đủ thuộc tính ngũ hành, nhưng không phải là nội đan của yêu vương kia, mà là yêu lang này. Nếu yêu lang này không đưa yêu đan cho hắn, quả thật hắn khó đối phó yêu lang này, nhất là trong tình huống không để ngũ yêu vương chú ý, nhưng yêu đan đã ở trong tay hắn, yêu lang sống hay chết là do hắn. Nhất kiếm diệt hồn. Bốn chữ vang lên, trong đôi mắt hắn mỗi bên bay ra một tiểu kiếm hư vô, tiểu kiếm hợp hai thành một trước mi tâm của hắn, bắn về phía yêu đan của yêu lang. Nhân loại, ngươi chỉ là một tu sĩ kim đan, cũng muốn diệt thần hồn của ta nói ngươi không biết sống chết, thì ngươi đúng là không biết sống chết. Yêu lang hừ lạnh một tiếng, bên trong viên yêu đan trong tay Mạc Phàm có một yêu lang năm đầu huyền ảo bay từ trong ra, đón thanh tiểu kiếm kia, lập tức xông về phía Mạc Phàm. Ông ta là yêu vương thần cấp, nếu ông ta dám đưa yêu đan cho Mạc Phàm, vậy đã dự liệu Mạc Phàm hủy không được yêu đan của ông ta. Chỉ trong chớp mắt, tiểu kiếm và sói con huyền ảo đụng vào nhau, tiểu kiếm biến mất vào trong miệng sói con kia. Sói con huyền ảo kia bị tiểu kiếm của Mạc Phàm đâm thủng, sói con huyền ảo đến trước người Mạc Phàm, còn chưa đi vào mi tâm của Mạc Phàm, thì vẻ mặt không cam lòng tản đi. Nhân loại, ngươi, yêu lang chừng Mạc Phàm với vẻ dữ tợn. Cơ thể to lớn không do dự xông về phía Mạc Phàm. Yêu đan của ông ta có thể rời cơ thể, nhưng thần hồn bên trong yêu đan bị diệt, ông ta sẽ không lập tức chết, nhưng sống không được lâu. Nếu phải chết, cũng phải kéo Mạc Phàm xuống nhược thủy cùng. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, một tay hắn vươn về phía yêu lang, vô số mệnh kiếm xuất hiện xung quanh yêu lang, năm ngón tay nắm chặt. Phập phập phập, vô số mệnh kiếm xuyên qua người yêu lang. Cơ thể yêu lang vừa nhảy lên, đến giữa không trung thì không còn một chút khí tức sinh mệnh, cơ thể rơi xuống nhược thủy mênh mông. Không đợi yêu lang chìm vào trong nhược thủy, trong một tay của Mạc Phàm có ngọc phù sáng lên, mấy tảng đá dâng lên, nâng thi thể yêu lang lên. Bùm, Mạc Phàm ném thi thể của yêu lang lên trên đất, ánh mắt nhìn về phía viên yêu đan kia. Yêu lang này thực sự coi hắn là tu sĩ kim đan, những người coi hắn là tu sĩ kim đan đều gần chết hết. Một ngón tay của hắn đặt lên mi tâm, khi đặt tay xuống, một đám hỏa diễm màu lam lập tức xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Ngón tay hắn khẽ búng, hỏa diễm màu lam lập tức bay vào trong yêu đan. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, hỏa diễm chia ra làm năm trong yêu đan. Hắn ném viên yêu đan kia, yêu đan bay về phía thi thể yêu lang, đảo mắt đã nhập vào trong miệng yêu lang. Lên! Hắn khẽ quát một tiếng, hai mắt yêu lang mở ra. Hai luồng hỏa diễm màu lam xuất hiện trong mắt yêu lang, cơ thể to lớn đứng dậy khỏi mặt đất. Mạc Phàm liếc mắt nhìn yêu lang này một cái, lại vận khởi tạo hóa kim đan, một dòng tạo hóa khí nhập vào trong cơ thể yêu lang, vết thương trên người yêu lang nhanh chóng khôi phục như cũ. Không chỉ như vậy, bốn cái đầu bị trọng thương cũng nâng lên theo một cái đầu, hỏa diễm màu lam xuất hiện trong mắt những cái đầu này, dần biến mất ở sâu trong đồng tử. Mạc Phàm không lập tức dừng lại. Tạo hóa khí không ngừng rót vào trong cơ thể yêu lang. Nếu như có thể nhìn thấu cơ thể yêu lang, thì thấy được xung quanh nội đan của yêu lang được tạo hóa khí vây quanh, những khí thể này tỏa ra ngoài không ít sợi nhỏ, lan đến khắp nơi toàn thân yêu lang, tạo thành một cái lưới lớn trong cơ thể yêu lang. Mãi đến khi lưới thành hình hoàn toàn, lúc này Mạc Phàm mới buông tay ra, trong mắt đều là hài lòng. Nếu chỉ là chút thần hồn, cộng thêm một chút lực tạo hóa, cơ thể yêu lang này chỉ có thể dùng một lần. Nhưng hắn lấy lực tạo hóa hình thành tấm lưới trong cơ thể yêu lang, đồng nghĩa với việc cho yêu lang sinh mệnh thứ hai, sinh mệnh này không chỉ hoàn toàn do hắn khống chế, thực lực cũng cường đại hơn trước không ít. Trừ chuyện đó ra, trong cơ thể yêu lang này được hắn dùng tạo hóa bất diệt bố trí một trận pháp tạo hóa môn loại nhỏ, dựa theo truyền thừa tạo hóa môn hắn đạt được, trận pháp này thường dùng trên người kỳ giới thú của tạo hóa môn. Chỉ cần yêu lang thôn phệ yêu đan, là có thể liên tục chuyển hóa lực tạo hóa không ngừng. Như vậy, sau này không cần hắn truyền lực tạo hóa cho yêu lang cũng có thể một mình sống sót, thậm chí trở nên cường đại hơn hiện giờ.
Hắn phải ở vạn yêu quật không ngắn, có một yêu lang như vậy để sử dụng, không những giúp hắn dụ ngũ yêu vương rời đi, còn có thể cung cấp trợ lực không nhỏ cho hắn. Hắn xác nhận trận pháp trên người yêu lang không có vấn đề, thì hơi nhếch miệng. Chúng ta đi. Yêu lang nghe thấy vậy, đi theo Mạc Phàm vào trong sơn động, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Hai bọn họ mới vào sơn động, ở chỗ cửa động, âm dương phong ấn sáng lên, lại che sơn động lại. Đồng thời, ngũ hành phong ấn bị Mạc Phàm phá cũng trở về nguyên dạng, giống như không ai động nửa ngón tay ở đây. Ở giữa ngũ yêu sơn, trong một đại điện, năm ngai vàng nối liền nhau, phía trên là ngũ yêu đầu người thân rồng. Bộ dạng ngũ yêu này tương tự nhau, chỉ là đầu rồng có màu khác nhau, toàn thân cũng lộ ra khí tức khác biệt. Nhưng cho dù thế nào, đều tỏa ra khí tức không kém. Nhất là người ngồi trong, tuy vẻ mặt bình tĩnh, nhưng càng khiến người ta có cảm giác không thể xem nhẹ. Phía trước ngũ yêu, là năm yêu tướng run rẩy quỳ trên đất. Còn chưa tìm được yêu lang kia sao? Yêu vương có da màu đỏ vỗ tọa ỉ hỏi. Nếu không vì yêu lang kia, sao bọn họ đến mức như vậy, ngay cả sơn môn cũng không dám ra. Ngũ yêu sơn bọn họ xem như có vẻ có danh tiếng ở vạn yêu quật, còn chưa từng bất lực như vậy, bị nhiều yêu vương vây quanh đến thế. Hiện giờ, nếu không tìm được yêu lang này cho lời giải thích, chỉ sợ ngũ yêu sơn bọn họ sẽ không sống yên ổn một ngày. Khởi bẩm tứ đại vương, bọn ta tìm khắp tầng 5, đều không tìm được yêu lang kia. Một yêu tướng run rẩy nói. Phế vật, đều là một lũ phế vật, yêu lang bị đánh cho tàn phế rồi mà không tìm được, cần các ngươi có tác dụng gì? Yêu vương da đỏ tức giận nói, một tay bắt lấy yêu tướng kia. Bây giờ ông ta rất muốn ra tay, giết chết yêu tướng này. Lão tứ, ngươi còn mặt mũi nói những hạ nhân này là phế vật à, nếu không phải ngươi không giết được đầu yêu lang kia, khiến tên đó nhân cơ hội chạy thoát, cần chúng ta tìm yêu lang này khắp nơi sao? Người thứ hai bên tay phải yêu vương màu đỏ, yêu vương mặt xanh lạnh lùng nói. Năm người bọn họ cùng đối phó yêu lang kia, bốn bọn họ mỗi người giết một đầu yêu lang, chỉ riêng lão tứ không thành công, cuối cùng mới khiến yêu lang này chạy thoát. Lão tứ, không phải ngươi cùng một phe với yêu lang kia, muốn chia sẻ yêu đan của phụ vương với ngoại yêu đấy chứ? Bên cạnh yêu vương mặt xanh, yêu vương mặt vàng cũng ép hỏi. Tuy thực lực của yêu lang kia không kém, nhưng không khác bọn họ mấy. Năm bọn họ cùng ra tay mà không thể giữ yêu lang lại, chắc chắn bên trong có quỷ. Lão đại, lão nhị, hai người có ý gì, cái đầu giữa của yêu lang là mạnh nhất, nếu không thì tìm yêu lang kia cho hai người thử xem nhé. Vẻ mặt yêu vương mặt đỏ khó coi, trong mắt tràn đầy lửa giận, tức giận nói. Được đó, người gọi yêu lang kia tới đây, trái lại ta muốn thử xem yêu lang kia mạnh tới cỡ nào. Yêu vương mặt xanh cười lạnh lùng, nói. Lão nhị, người đây là cố chấp hoài nghi ta lấy nội đan của phụ vương sao? Yêu vương mặt đỏ nắm chặt tay, đập bàn đứng dậy, hỏa diễm giấy lên trên người ông ta. Sao ông ta lại không muốn giữ yêu lang kia ở lại? Yêu lang kia chia ra làm năm, bốn cái đầu kia rất yếu, gần như không có sức chống cự đã bị người khác xử lý, chỉ riêng của ông ta là khó đối phó, thiếu chút nữa ông ta đã bị yêu lang đả thương. Nếu ông ta gặp lại yêu lang kia, chắc chắn sẽ là người đầu tiên đi lên giải quyết. Lấy được hay không thì ta không biết, nhưng ta biết ngươi chắc chắn tìm được manh mối gì đó, nếu không sao yêu lang lại mở được địa cung. Yêu vương mặt xanh hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói. Lão yêu vương chết, bọn họ có ý đồ mở tầng 6 và tìm kiếm một số cung điện không thể mở ra, nhưng bọn họ tìm lâu như vậy mà không có một chút tin tức. Vậy mà yêu lang này xâm nhập ngũ yêu sơn bọn họ thần không biết quỷ không hay, còn trùng hợp mở một tòa cung điện, yêu lang này còn chạy trốn dưới tay lão tứ. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, địa cung kia phần lớn là lão tứ tìm được, vì phòng ngừa bọn họ phát hiện, lúc này mới để yêu lang tiến vào. Lão nhị, người đừng có mà ngậm máu phun người. Có phải ngậm máu phun người hay không, siêu hồn thì biết, người dám để lão tam siêu hồn ngươi không? Yêu vương mặt vàng cười nham hiểm nói. Siêu hồn, dựa vào cái gì, chỉ dựa vào suy đoán của ngươi thôi sao? Sắc mặt yêu vương mặt đỏ thay đổi, vội vàng nói. Phụ vương bọn họ chết, năm người ai mà chẳng có tư tâm. Dựa theo truyền thừa của bọn họ, chỉ cần người nào tìm được nội đan của lão yêu vương, đạt được không chỉ có tu vi của lão yêu vương, bốn yêu vương khác cũng sẽ bị hấp thu, cuối cùng chỉ còn lại một yêu vương ngũ hành câu toàn,
truyền thừa này từ lúc mới bắt đầu đã là như vậy. Trừ chuyện đó ra, nếu ông ta bị giết chết, bản nguyên chi khí sẽ tự động chảy về phía bốn yêu vương còn lại, nếu như trong bọn họ có một người giết sạch mấy người còn lại, người cuối cùng cũng sẽ trở thành yêu vương mới ngũ hành câu toàn. Cho nên một khi có cơ hội, ông ta sẽ không buông tay giết bốn yêu vương khác. Đương nhiên ngược lại, bọn họ cũng như vậy. Nếu ông ta để lão tam siêu hồn, rất có khả năng sẽ là lúc bị giết. Dựa vào ngươi không thể giết yêu lang kia, lão tam, trong chúng ta ngươi mạnh nhất, ngươi xem làm sao bây giờ. Trong mắt yêu vương mặt vàng lóe lên tàn nhẫn, nhìn về phía yêu vương ngồi giữa. Tuy năm bọn họ có thuộc tính khác nhau, nhưng lão tam sinh ra đã mạnh hơn bọn họ một chút. Tuy cường đại hơn không quá nhiều, nhưng bất kỳ ai trong số bọn họ đều không phải đối thủ của lão tam. Cho nên sau khi phụ vương bọn họ chết, rất nhiều chuyện đều do lão tam quyết định. Vẻ mặt mấy yêu vương khác thay đổi, đều nhìn về phía yêu vương mặt trắng ngồi giữa. Yêu vương mặt trắng nheo mắt, trong đôi mắt ông ta lóe lên sắc bén, nhìn về phía yêu vương mặt đỏ. Lão tứ, ngươi còn gì muốn giải thích? Ông ta là người mạnh nhất trong ngũ yêu vương, nếu không phải lão yêu vương ngăn ông ta, khiến bốn người khác chậm rãi mạnh dần, còn chia ra thành hai phái, ông ta đã sớm giết sạch bốn người khác, trở thành tân ngũ hành yêu vương. Nếu bây giờ có cơ hội như vậy, sao ông ta có thể bỏ qua? Sắc mặt yêu vương mặt đỏ thay đổi, vội vàng nhìn về phía yêu vương mặt vàng bên tay trái ông ta. Ngũ đệ, ngươi còn ngồi đó làm gì? Muốn đợi bọn họ giết ta à? Trong ngũ yêu vương, lão tam mạnh nhất mình một phe, ông ta và lão ngũ đứng một phe, lão đại và lão nhị một phe. Lúc này có thể nói giúp ông ta, chỉ có mình lão ngũ mà thôi. Yêu vương mặt vàng nhíu mày, lập tức thở dài tiếc nuối. Tứ ca, người phạm phải lỗi như vậy, bảo ta nói giúp ngươi thế nào đây? Ông ta vẫn luôn hoài nghi lão tứ hợp tác với yêu lang khác không nói với ông ta. Chỉ sợ một khi lão tứ chiếm được ngũ hành yêu đan, người đầu tiên muốn giết chính là ông ta. Lúc này ông ta đứng về phe lão tứ, cách bị yêu vương khác hấp thu không xa, lão ngũ, ngươi, các ngươi. Sắc mặt yêu vương mặt đỏ khó coi, không dám ngồi trên ghế nữa, vội vàng tránh về phía xa. Bốn yêu vương này đâu muốn tìm yêu lang, rõ ràng là muốn ra tay rồi. Chỉ là nghĩ một lát, ông ta thoải mái hơn. Bên ngoài nhiều yêu vương như vậy. Chỉ có thành ngũ hành yêu vương mới đuổi được bọn họ đi, quả thật tới lúc ra tay rồi. Muốn chạy, đâu dễ như vậy, lão tứ ngươi chết chắc rồi. Yêu vương mặt xanh cười nham hiểm, vô số dây leo muốn quấn lấy yêu vương mặt đỏ. Đồng thời, trên người ba yêu vương khác cũng đại phóng hào quang, ra tay theo. Trong bốn người người nào giết được yêu vương, người đó sẽ đạt được càng nhiều bản nguyên chi khí, khả năng sống tới cuối cùng càng lớn. Vẻ mặt yêu binh yêu tướng ở xung quanh không đổi, nhao nhao lùi ra. Cách tòa cung điện này không xa, Mạc Phàm nhíu mày. Ngũ hành yêu đan ở ngay trong cung điện mà ngũ yêu vương đang đại chiến, ở cửa vào bí mật, chẳng qua ngũ yêu vương vẫn không tìm được. Chỉ là nếu năm bọn họ tự giết lẫn nhau chỉ còn lại một người, vậy thì không ổn rồi. Nội đan của ngũ hành yêu tộc là truyền từ nhiều đời xuống, nếu không phải lão yêu vương tử vong ngoài ý muốn. Chắc chắn lão yêu vương sẽ chỉ định một người để truyền xuống. Nhưng nếu trong ngũ yêu vương này còn lại một người, yêu đan kia sẽ bay từ trong cung điện kia ra, cuối cùng dung hợp lại. Tuy kiếp trước không xảy ra chuyện như vậy, nhưng hắn xâm nhập nơi này sẽ xảy ra chuyện gì đều không kỳ lạ chút nào. Hắn gật đầu suy nghĩ một lát, lông mày nhíu lại. Ý niệm của hắn vừa động, 10 con mắt của yêu lang lập tức sáng lên, chạy về phía mật động xa cung điện của ngũ yêu vương. Không lâu sau, yêu lang tới trước một mật động. Mật động này là lúc hắn và Phượng Vũ tới phát hiện, vốn tưởng rằng có thể thông qua mật động này tới nơi lão yêu vương chết. Tuy bên trong cũng giấu vài thứ, nhưng là giả, mật động này mới có thể lừa ngũ yêu vương một lát. Đi! Hai mắt hắn nhắm chặt, hai cái chảo của yêu lang nâng lên, vỗ mấy cái lên mật động. Chỉ trong phút chốc, ma pháp trận trên mật động sáng lên, một cánh cửa mở ra. Bỗng nhiên cơ thể yêu lang chia ra thành năm. Biến thành năm yêu lang. Trong đó một con vào trong mật động, một con thì chạy về hướng bọn họ, ba con còn lại thì chạy ba hướng khác nhau, chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt. Trời sinh yêu lang này có năm đầu, bí kỹ thiên phú là có thể chia ra làm năm cá thể đơn độc, một cá thể chết đi, còn lại vẫn có thể sống tiếp.
May mà yêu lang bị Ngũ Yêu Vương đánh trọng thương, nếu không hắn muốn giết yêu lang này cũng không dễ như vậy. Yêu lang kia vừa tiến vào trong mật thất, Mạc Phàm chắp hai tay, một phù văn nở rộ trong lòng bàn tay hắn và trên người yêu lang mới tiến vào mật thất. Đúng lúc này, khí tức cường đại trên người năm yêu lang đã chết tỏa ra bốn phía. Dưới khí tức khủng bố này, cả mật động đều run lên. Làm xong những chuyện này, Mạc Phàm biến mất, lao về phía cung điện chỗ Ngũ Yêu Vương. Bên trong cung điện chỗ Ngũ Yêu Vương, Ngũ Yêu Vương đang ra tay, cảm nhận được ngũ hành lực thì lập tức dừng lại. Là yêu lang kia sao? Tên đó tìm được ngũ hành yêu đan rồi à? Nếu để yêu lang luyện hóa ngũ hành yêu đan, cho dù bọn họ giết chỉ còn một người thực lực cũng không bằng phụ vương bọn họ. Yêu vương mặt trắng do dự một giây, không quan tâm tới yêu vương mặt đỏ nữa, cơ thể hóa thành một đạo bạch quang, bay về phía truyền tới ngũ hành lực. Dù sao lão tứ và lão ngũ đã bị ly gián, đi xem khí thức kia trước, cho dù không phải ngũ hành yêu đan, lát nữa giết lão tứ là được. Lão tứ vừa chết, lão ngũ cũng cách không xa rồi. Giết hai người này, lực lượng của ông ta đủ giết lão đại và lão nhị. Bốn người còn lại do dự chưa tới một giây, cũng đuổi theo về phía đó. Cho dù không phải ngũ hành yêu đan, cũng không thể để yêu lang này chạy thoát. Không chỉ yêu vương rời đi, yêu binh yêu tướng cũng đi theo. Không lâu sau, cả tòa cung điện chỉ còn lại mấy yêu binh trông cửa, Mạc Phàm xuất hiện, đến sau ngai vàng của yêu vương mặt trắng. Hắn mới xuất hiện, lập tức bị yêu binh ở lại canh giữ phát hiện. Nhân loại, nhanh bắt lấy tên kia. Vẻ mặt một yêu binh thay đổi, vội vàng nói. Nhiếp hồn. Mạc Phàm nhíu mày, không thèm nhìn đám yêu binh này, đôi mắt biến thành màu đỏ như máu. Những yêu binh này nhìn Mạc Phàm, chỉ thấy một vòng huyết nguyệt vĩ đại từ sau Mạc Phàm dâng lên, dâng thẳng lên trời. Huyết nguyệt này tới cách đỉnh đầu Mạc Phàm hơn 10 mét, một con mắt lập tức mở từ huyết nguyệt ra, chiếu huyết sắc xuống. Trong chớp mắt những yêu binh kia biến thành đỏ như máu giống Mạc Phàm, đôi mắt cả đám đờ đẫn, giống như không xảy ra chuyện gì, trở lại vị trí ban đầu của mình. Mạc Phàm nhìn thạch bích ở sau ngai vàng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Thạch bích này, thông tới mật thất chỗ lão yêu vương tử vong. Trên thạch bích này có khắc một ngũ hành trận pháp có thể di chuyển, chẳng qua rất hỗn loạn. Hai tay hắn vũ động, chỉ mấy hơi, một nghịch ngũ hành trận pháp xuất hiện trên thạch bích. Ken két, nghịch ngũ hành trận pháp vừa thành, chỗ ký hiệu ngũ hành lập tức lún xuống, mỗi một cái hình thành một lõm sâu cỡ quả đấm. Xem ra ta nhớ không nhầm. Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm, nói. Ngũ hành trận pháp này có thể di chuyển, Ngũ Yêu Vương không có khả năng không biết, không phải chưa từng thử qua. Sở dĩ không tìm được, phần lớn là trên cực hạn ngũ hành trận pháp, không có nghĩ tới hoặc không biết nghịch ngũ hành trận. Khả năng sau cao hơn một chút, nếu không Ngũ Yêu Vương không có khả năng mãi mà không mở được. Hắn không suy nghĩ chuyện này nữa, một tay hắn vươn ra, trên ghế ngồi của Ngũ Yêu Vương, ngũ hành bảo thạch khảm trên lưng ghế bay ra. Rơi vào trong năm chỗ lõm xuống, vừa khít luôn. Một tay của Mạc Phàm ấn vào giữa nghịch ngũ hành trận pháp, vận chuyển tạo hóa chi lực, hóa thành ngũ hành chi lực, đi về phía giữa nghịch ngũ hành trận pháp. Nghịch ngũ hành trận pháp lập tức vận chuyển, âm thanh cơ quan chuyển động vang lên trong thạch bích. Khai! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, một vòng xoáy xuất hiện trên thạch bích. Đồng thời, lực khiên dẫn cường đại xuất hiện, kéo Mạc Phàm vào bên trong. Mạc Phàm từng thể nghiệm một lần, nên không kháng cự, đi theo lực lượng này tiến vào bên trong. Mạc Phàm vừa mới tiến vào, vòng xoáy liền biến mất, mấy bảo thạch khảm trên lưng ghế bay trở về vị trí ban đầu, nghịch ngũ hành trận pháp lại trở nên hỗn loạn, giống như không có một chút biến hóa, thậm chí giống như Mạc Phàm chưa từng tới. Lúc Mạc Phàm biến mất, Ngũ Yêu Vương lần lượt chạy tới mật động chỗ yêu lang. Trộm ngày, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Còn không giao ngũ hành yêu đan của Ngũ Yêu Sơn ra đây. Ngũ Yêu Vương ngăn ở cửa động, lão tam trầm giọng nói. Khi nói chuyện, trong mắt Ngũ Yêu Vương tràn đầy nghi ngờ. Tuy yêu lang này không bị bọn họ giết chết, nhưng bị bọn họ làm trọng thương tu vi giảm mạnh mới đúng, không ngờ thực lực lại tăng lên không ít. Hơn nữa, vậy mà trên người yêu lang này lại xuất hiện năng lượng vô cùng quỷ dị dao động, lực lượng này có thể không ngừng chuyển hóa thành ngũ hành chi lực. Bọn họ từng thấy lực lượng của lão yêu vương, tuyệt đối không phải như vậy. Trong lúc này, ông ta không phán đoán được yêu lang này có thôn phệ ngũ hành yêu đan,
hay đạt được cơ duyên khác hay không? Các ngươi muốn ngũ hành yêu đan à? Yêu lang hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng nói. Bằng không thì thế nào? Vẻ mặt yêu vương mặt trắng khó coi, hỏi. Chuyện này phải đợi các ngươi tóm được ta rồi nói sau, bảo. Trong mắt yêu vương hiện lên vẻ điên cuồng. Cơ thể ông ta nhanh chóng tăng vọt, chỉ trong chớp mắt đã to hơn mười mấy lần. Rầm rầm, âm thanh kinh thiên động địa vang lên, lực lượng khủng bố bùng nổ ra, cả ngũ yêu sơn vì lực lượng này mà lắc lư không thôi. Bên trong thạch bích, Mạc Phàm đứng trên một bậc thang, trong mắt hắn lóe lên tinh quang quét mật thất. Đây là một phòng tu luyện, trên vách tường và đỉnh có khắc đầy trận pháp phức tạp, nếu hắn không muốn ra ngoài, cho dù tu sĩ hợp đạo kỳ cũng đừng nghĩ tới chuyện xông vào. Bên trong cái ao ở giữa phòng tu luyện, một cái đài cao được năm hình rồng khác đứng quanh trông rất sống động. Năm con rồng này có màu sắc giống với ngũ yêu vương, trải rộng cả phòng tu luyện, phù hợp với trận pháp hoàn mỹ trên thạch bích. Chỗ đầu rồng ở bên cạnh đài cao, không ngừng phun ngũ hành chi lực hóa lỏng, đuôi rồng không biết xâm nhập chỗ nào dưới nền đất. Giữa đài cao, không thấy thi thể của lão yêu vương, nhưng có một viên hạt châu màu trắng cỡ người trưởng thành trôi nổi phía trên. Nhìn thấy hạt châu này, Mạc Phàm mỉm cười. Hạt châu này mới thật sự là ngũ hành yêu đan, truyền thừa đời đời của ngũ hành yêu tộc. Nếu hắn hấp thu hạt châu này, phối thêm ngũ hành công pháp, không chỉ kim đan thành bát pháp, tu vi sẽ tăng lên không ít. Hấp thu hoàn toàn mà nói, đạt tới nguyên anh trung kỳ đều không thành vấn đề. Dù sao đây không chỉ là nội đan của đại yêu hợp đạo kỳ, còn là vật truyền thừa của ngũ hành yêu tộc, linh khí ở bên trong không giống người thường. Hắn không đi lên trên đài cao, ngón tay khẽ búng ra. Mười đạo kình khí bay ra, đánh vào mắt năm điêu khắc hình rồng. Long nhãn sáng lên, âm thanh tảng đá ma sát vang lên. Xung quanh ao, một đám tảng đá mài thành cái giá tinh xảo dâng từ dưới nền đất lên. Có tổng cộng 10 cái giá, phía trên đều khắc chi chít phủ văn cấm phong, mặt trên đặt rất nhiều thứ như hòm có phủ văn niêm phong. Những thứ này là vật lão yêu vương cất giữ. Kiếp trước lúc hắn tới, mấy thứ này có Phượng Vũ lấy, không biết bên trong có thiên tài địa bảo thuộc tính phong không? Nếu bên trong có, hắn có thể đan thành cửu pháp ở đây, thực lực tăng lên tới nguyên anh kỳ rồi lại ra. Hắn đi tới bên cạnh những cái giá này, trong đôi mắt lóe lên tinh quang, một tay đặt lên trên. Hắn bỏ tay đặt lên trên xuống, uy áp lập tức xuất hiện. Dị tộc chi nhân, cũng dám mơ ước bảo tàng của bản vương, muốn chết. Giọng nói này vừa vang lên, bỗng nhiên trong phòng tu luyện sáng lên. Bỗng nhiên năm pho tượng rồng nghiêng đầu sang chỗ khác, 10 con mắt lóe sáng u quang nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ngay sau đó, một pho tượng năm đầu rồng trong đó biến mất, khi xuất hiện đã tới bên cạnh Mạc Phàm, long chảo cỡ cơ thể Mạc Phàm đánh về phía Mạc Phàm, giống như muốn đánh Mạc Phàm nát vụn. Tuy 4 con rồng khác không nhào qua, nhưng cũng tới cây cột, vách tường và đỉnh mật thất, chắn đường đi của Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, giống như không nhìn thấy năm con rồng điêu khắc này. Bí cảnh và cung điện nào mà hắn chẳng từng đến rồi, đừng nói là ngũ hành yêu tộc, phủ đệ động thiên phúc địa của tiên nhân và thần tộc hắn đều từng tới rồi. Lần trước hắn tới với Phượng Vũ, đến tầng này cầm ngũ hành yêu đan liền rời đi. Phía dưới tầng 6 và tầng 7 vốn không có gì mà nhìn, không vì sao cả, chỉ vì nơi phía dưới không đáng để hắn đi thăm dò mà thôi. Thứ này đã muốn ngăn cản hắn lấy đồ, nằm mơ. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, tạo hóa kim đan nhất chuyển, tạo hóa chi lực mênh mông mà ra. Tạo hóa chi lực hóa thành đại thủ, bắp lấy pho tượng cự long năm đầu. Tạo hóa, diệt. Năm ngón tay nắm chặt, trên pho tượng cự long lóe lên hào quang vài lần, liền biến thành cho bụi, tạo hóa chi lực như nước, tụ tập vào trong cơ thể hắn. Hắn đạt được truyền thừa của tạo hóa môn, chưa tiến vào thành tạo hóa kim đan. Còn có thể chuyển hóa năng lượng khác thành tạo hóa chi lực để hắn sử dụng. Hắn chưa từng sử dụng với vật sống, nhưng với loại pho tượng này, hắn không có áp lực. Pho tượng hóa thành hạt cát, lại quay về trên đài cao, khôi phục thành bộ dạng ban đầu, chỉ là ít ma văn hơn trước. Mạc Phàm mở phong ấn trên từng hòm ra, xác nhận từng cái. Một buổi chiều, Mạc Phàm mở tất cả các hòm ra, vẻ thất vọng hiện lên trên mặt hắn. Nơi này là bảo tàng chi địa của yêu vương hợp đạo kỳ, đồ bên trong chắc chắn không kém, nhưng không có thứ quá tốt. Bên trong đều là thứ lão yêu vương không cần, cũng không bỏ được, bên trong không có thứ nào là thiên tài địa bảo thuộc tính phong.
hắn chỉ bĩu môi, bàn tay vung lên, liền cất mấy thứ này đi. Mấy thứ này không có thuộc tính phong, nhưng đều là thứ hiếm gặp ở Vạn Yêu Quật, có tác dụng khác với hắn, lấy đi cũng không tệ. Hắn cất mấy thứ này đi, lúc này mới đi lên đài cao. Không có thuộc tính phong, đan thành bát pháp trước rồi nói sau. Hắn lấy mệnh kiếm ra, ý niệm vừa động, mệnh kiếm lập tức tản ra, hóa thành một tiểu kiếm như châm nhỏ, che kín phòng tu luyện này lại. Tuy phần lớn là ngũ yêu vương không thể vào được, càng không xông vào được, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hắn đi lên trên đài cao, cơ thể nhoáng lên một cái, lập tức hóa thành chín. Quả thật đan thành cửu pháp không đơn giản như vậy, không ít người không phải thể chất không hợp, thì là tài nguyên, thời gian, công pháp và hồn lực không đủ, không thể không dừng lại, lui mà cầu thứ tiếp theo. Nhưng mấy vấn đề này, không tính là gì đối với hắn. Hắn tu thành tạo hóa kim đan, vạn vật đều có thể tạo hóa, cửu pháp càng không có vấn đề. Ngoài ra, diễn thiên thần quyết khiến hắn có đủ thần thức cường đại, khiến hắn có thể khống chế cửu pháp. Tạo hóa bất diệt thể, cho dù cửu pháp hỗn loạn, cũng không hủy được cơ thể hắn. Công pháp càng không là vấn đề đối với hắn, nếu hắn thích, có thể tổ hợp được nhiều loại công pháp cửu pháp. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, bốn bóng dáng lùi đến bên ngoài đài cao, mỗi cái tu luyện thái âm, thái dương, lôi pháp và phong pháp. Trong năm bóng dáng còn lại, chỉ cần một bóng dáng toàn thân đầy hỏa diễm, còn lại là toàn thân đầy tạo hóa chi lực. Năm thân hình này quay xung quanh ngũ hành yêu đan, ngồi dưới đất dựa theo thứ tự kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hắn nghĩ một lát, liền xác định được công pháp muốn tu luyện. Thuộc tính kim dùng phá thiên kim cương tuyệt, thuộc tính mộc dùng thanh đế trường sinh tuyệt, thuộc tính thủy dùng bích hải triều thanh tuyệt, thuộc tính hỏa dùng viêm thần bất tử tuyệt, thuộc tính thổ dùng hậu thổ bất diệt tuyệt. Bộ ngũ hành công pháp này là công pháp rất nổi tiếng trong ngũ hành công pháp, mỗi một bộ tu luyện thành công đều có đủ loại thuộc tính vô cùng cường đại. Không ít tu sĩ muốn tu luyện ngũ hành công pháp đều muốn công pháp năm bộ này, nhưng cầu mà không được. Năm loại công pháp này ngoại trừ đặc điểm ra, còn trợ giúp dung hợp ngũ hành. Ngoài ra, còn có công pháp sau đó có thể tu luyện. Xác định năm bộ công pháp này, nội dung của năm bộ công pháp lập tức xuất hiện trong thức hải của hắn. Hắn tham ngộ một lát, năm bộ công pháp ở trong tâm. Kiếp trước hắn tu luyện bộ công pháp này, chỉ là cần làm quen một chút. Quen thuộc công pháp xong, năm bóng dáng của hắn mỗi một bóng dáng vươn một tay ra, ấn lên trên ngũ hành yêu đan, năm loại công pháp cùng vận khởi, năm vòng xoáy xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ngũ hành linh khí còn chưa được hấp thu, một hư ảnh xuất hiện trên ngũ hành yêu đan, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Tiểu tử, người không phải là ngũ hành yêu tộc chúng tôi, lại muốn mưu toan hấp thu yêu đan truyền thừa của ngũ hành yêu tộc chúng tôi, không sợ gánh chịu nhân quả của ngũ hành yêu tộc chúng tôi à? Hư ảnh không ra tay với Mạc Phàm, lạnh nhạt hỏi. Yêu đan của ngũ hành yêu tộc các ngươi, theo ta được biết lão tổ của ngũ hành yêu tộc các ngươi là linh thú trông cửa của Thiên Nguyên Tông, trộm ngũ linh châu này của Thiên Nguyên Tông trốn tới đây, lúc này mới truyền xuống nhiều đời. Sau khi hắn luyện hóa viên ngũ hành yêu đan này, từng dùng trà với tông chủ Thiên Nguyên Tông, chỉ trong phút chốc tông chủ Thiên Nguyên Tông này nhận thấy được khác thường trên người hắn. Quan hệ giữa hắn và tông chủ Thiên Nguyên Tông không tệ, nên nói cho tông chủ Thiên Nguyên Tông hắn dung hợp ngũ hành yêu đan, lúc này tông chủ Thiên Nguyên Tông mới nói cho hắn chân tướng về ngũ hành yêu đan. Thực ra ngũ hành yêu đan này là ngũ linh châu linh bảo của Thiên Nguyên Tông, sau đó hắn cho Thiên Nguyên Tông một bộ công pháp, lúc này tông chủ Thiên Nguyên Tông mới nói chuyện ngũ linh châu với hắn. Nếu có nhân quả, cũng là chuyện giữa hắn và Thiên Nguyên Tông, không liên quan gì tới ngũ hành yêu tộc. Ngươi là người của Thiên Nguyên Tông. Mạc Phàm không trả lời, cũng không để ý tới hư ảnh kia nữa, vận khởi ngũ hành công pháp, bắt đầu hấp thu ngũ hành yêu đan. Lão yêu vương này là một nhánh tàn hồn mà thôi, không ngăn được hắn luyện hóa ngũ hành yêu đan, đối với vật chất như vậy, hắn chẳng muốn nói nhiều làm gì. Thay vì nói nhiều với bọn họ, không bằng luyện hóa ngũ hành yêu đan. Ngũ hành công pháp vừa vận chuyển, linh khí trong ngũ hành yêu đan lập tức tụ tập về phía hắn. Mới đầu chỉ là một nhánh, một lát sau, linh khí giống như nước sông dậy sóng tụ tập vào trong cơ thể Mạc Phàm. Theo linh khí nhập vào trong cơ thể hắn, được hắn luyện hóa dần dần, kim đan trong cơ thể hắn cũng chậm rãi xuất hiện từng đạo thụ văn. Tốc độ rất thong thả, nhưng Mạc Phàm không sốt ruột. Muốn đan thành nhất pháp,
không phải đơn giản như nói tu luyện một đám công pháp hấp thu một đám linh khí. Cần linh khí dung nhập vào kim đan trong cơ thể hắn, hơn nữa sẽ không xung đột với lực lượng khác trong kim đan của hắn và hấp thu lẫn nhau mới được. Ví dụ như hỏa diễm chi lực của hắn cường đại hơn nhiều, sẽ khắc chế thuộc tính thủy, đồng thời cũng sẽ đốt thuộc tính mộc. Âm dương chi lực của hắn lại càng phải hơn lực lượng thuộc tính khác, không những được hấp thu còn có thể bài xích ngũ hành chi lực, cũng có thể khiến hắn không thể ngưng tụ ra thụ văn khác, trở thành nhất pháp. Hơn nữa nếu thụ văn không ngưng tụ hoàn toàn, thì không tính là thành công, bởi vì thụ văn tàn khuyết nếu không thể ngưng tụ một lần, sẽ bị tách ra. Nhất là hắn muốn đan thành cửu pháp, hắn nhất định phải ngưng tụ hoàn toàn năm đạo thụ văn mới được. Hắn không chút hoang mang, chậm rãi hấp thu ngũ hành yêu đan, thụ văn mơ hồ xuất hiện, gần như đầy đủ, theo ngũ hành yêu đan được luyện hóa dần dần, hư ảnh kia biến mất theo. Lúc Mạc Phàm luyện hóa ngũ hành yêu đan, vẻ mặt ngũ yêu vương phẫn nộ đi từ trong mật động sụp đổ ra. Lại để tên đó trốn thoát, yêu lang này đúng là biết chạy trốn, lại để ta gặp phải, nhất định sẽ giết chết tên đó. Yêu vương mặt vàng nghiến răng nghiến lợi nói. Lão Tam, có phải yêu lang kia lấy được ngũ hành yêu đan hay không? Yêu vương mặt vàng hỏi. Thực lực của yêu lang không giảm trái lại còn tăng, nhưng lại tự bạo thoát đi, rất có khả năng lấy được ngũ hành yêu đan, còn luyện hóa được yêu đan, nếu không không thể mạnh như vậy. Vấn đề này chỉ sợ phải hỏi lão tứ thôi, có phải ngũ hành yêu đan hay không lão tứ biết rõ nhất. Yêu vương mặt xanh âm dương quái khí nói. Các ngươi đủ rồi đó, chỉ là muốn giết ta mà thôi, vậy mà tìm nhiều lý do như vậy, mấy người thấy rồi đấy, cho dù năm chúng ta đều ở đây cũng để yêu lang kia trốn thoát, xem thế này các ngươi còn gì để nói, còn muốn nói ta có quan hệ gì với yêu lang à? Yêu vương mặt đỏ hừ lạnh một tiếng, cảnh giác nói. Yêu vương mặt xanh nhíu mày, không nói về chuyện này nữa, toàn bộ đều nhìn về phía yêu vương mặt trắng. Không biết yêu lang kia chiếm được thứ gì, nhưng không phải là ngũ hành yêu đan. Yêu vương mặt trắng nghĩ một lát nói. Tuy khí tức trên người yêu lang kia hóa thành ngũ hành chi khí, hơn nữa mạnh hơn trước không ít, lúc trước ông ta hoài nghi rốt cuộc khí tức đó có phải là ngũ hành yêu đan hay không, nhưng hiện giờ ông ta chắc chắn khí tức trên người yêu lang không thuộc ngũ hành yêu đan. Ông ta từng thấy ngũ hành yêu đan một lần, ngũ hành yêu đan có thể phân hóa ra ngũ hành chi lực, nhưng khí tức của ngũ hành yêu đan không hề quỷ dị như trên người yêu lang. Không phải ngũ hành yêu đan, vậy sao yêu lang lại trở nên mạnh như thế? Yêu vương mặt vàng tò mò hỏi. Mạnh chỉ sợ không phải là yêu lang, là người khống chế yêu lang, người không phát hiện ra à, vừa rồi giọng yêu lang nói khác với trước, hơn nữa các người không thấy yêu lang trở nên chỉ độn, có chút giống. Yêu vương mặt trắng hỏi. Ngươi nói hắn giống yêu thì sao? Được yêu vương mặt trắng cảnh tỉnh, yêu vương mặt đỏ nhướn mày, nói tiếp. Yêu thi là dùng thi thể yêu tộc luyện thành hành thi, quả thật hành động của yêu vương chậm chạp hơn nhiều, hơn nữa quả thật giọng nói khác trước như lời yêu vương mặt trắng nói, khả năng là yêu thi rất cao. Cho nên phần lớn là yêu lang bị người ta giết chết, luyện thành yêu thi. Yêu thi, không có khả năng, luyện thành yêu thi. Vậy sao yêu lang còn có thể phân ra thành nhiều? Yêu vương mặt xanh nói. Yêu thi là hành thi chỉ có khí lực cường đại, thần thông thì không có biện pháp phát huy ra, vừa rồi rõ ràng là yêu lang phân liệt ra, không có khả năng là yêu thi. Mặc kệ có phải hay không, có khả năng chúng ta bị điệu hổ ly sơn rồi. Yêu vương mặt trắng nhíu mày, trầm giọng nói. Ông ta cũng không rõ rốt cuộc yêu lang là sao, nhưng yêu lang dụ bọn họ ra rồi tự bảo. Phần lớn là muốn dụ bọn họ. Nghĩ tới đây, cơ thể yêu vương mặt trắng hóa thành đạo bạch quang, vội vàng bay về phía cung điện của bọn họ. Mấy yêu vương khác nhìn thoáng qua nhau, cũng bay về phía tòa cung điện theo. Không lâu sau, năm yêu vương trở về bên trong cung điện, tìm kiếm khắp nơi. Mấy người các ngươi, vừa rồi có thấy ai tiến vào không? Yêu vương mặt đỏ nắm lấy một yêu binh trông cửa đôi mắt đờ đẫn, lạnh lùng nói. Không đợi yêu binh này trả lời, yêu vương mặt trắng nhìn mặt thạch bích chỗ Mạc Phàm tiến vào bí cảnh, giọng nói lạnh lùng vang lên. Không cần hỏi bọn họ đã bị người ta khống chế, cho dù trả lời cũng không nói thật. Yêu vương mặt đỏ và mấy yêu vương khác nhíu mày, nhao nhao đi tới bên cạnh yêu vương mặt trắng, tò mò nhìn về phía thạch bích, sắc mặt lập tức thay đổi. Tuy thạch bích trở lại bộ dạng ban đầu, nhưng mặt trên vẫn để lại từng đạo vết cắt, chưa tiêu tan hoàn toàn.
trước khi bọn họ rời đi tuyệt đối không có dấu vết này. Đây là... Yêu Vương mặt vàng nhướng mày, muốn nói lại thôi. Nếu ta đoán không nhầm, có khả năng đây là nơi chúng ta muốn tìm, hơn nữa rất có khả năng người khống chế yêu lang ở bên trong. Trong mắt Yêu Vương mặt trắng lóe lên sắc bén, nói chắc chắn. Ngũ Yêu Sơn này là nơi bọn họ lớn lên từ nhỏ, rất nhiều mật động bọn họ không biết, yêu lang lại có thể mở ra. Ngay vừa rồi, người này còn mượn yêu lang dụ bọn họ đến một mật động mà bọn họ không hề biết. Người này mở ra hai bí cảnh liên tục, hiểu biết về Ngũ Yêu Sơn hơn bọn họ nhiều. Mật động vừa rồi là giả, rất có khả năng mật động này là thật, hơn nữa người kia thực hiện được rồi. Vậy còn đợi gì nữa, chúng ta nhanh vào đi thôi, đợi người kia luyện hóa ngũ hành yêu đan xong, chúng ta xong đời rồi. Vẻ mặt Yêu Vương mặt đỏ thay đổi, vội vàng nói. Đừng sốt ruột, để tên đó lấy được cũng không sao, tên đó không phải ngũ hành yêu tộc chúng ta, không nói trước có thể luyện hóa ngũ hành yêu đan hay không, cho dù luyện hóa cũng không ảnh hưởng tới truyền thừa của chúng ta, không biết bên trong bí cảnh này có thứ gì, vừa vặn để tên đó lấy ngũ hành yêu đan ra giúp chúng ta. Đợi tên đó ra ngoài, chúng ta sẽ ở đây chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Yêu Vương mặt trắng nói. Bọn họ mở mấy bí động, bên trong có không ít cơ quan, thứ gì cũng không có được, trái lại bị thương không nhẹ ở trong. Không ai đi vào là tốt nhất, bọn họ chỉ cần chặn ở ngoài cửa ôm cây đợi thỏ là được. Nếu người kia trốn tránh bọn họ, chắc chắn tu vi kém năm bọn họ, cho dù hấp thu ngũ hành yêu đan trong khoảng thời gian ngắn cũng không mạnh hơn chỗ nào. Cho dù mạnh hơn bọn họ cũng không có vấn đề gì, bọn họ có thời gian bố trí ở trong này. Trừ bọn họ ra, bên ngoài còn có không ít yêu vương, không phải những yêu vương này muốn tiến vào sao, để bọn họ tiến vào là được, cùng đợi người này đi ra. Chúng ta đợi ở đây sao? Yêu Vương mặt xanh bất mãn nói. Cho dù có những dấu vết này, ngươi cảm thấy ngươi có thể mở được sao? Yêu Vương mặt trắng lạnh giọng hỏi. Dấu vết ở phía trên sâu cạn không đồng nhất. Hơn nữa tàn khuyết không đầy đủ, vốn không phải là trận pháp mà bọn họ biết. Nếu cố chấp phá giải, rất có khả năng sẽ dẫn tới sập bí động kia, thay vì thêm phiền, vẫn không nên làm gì thì hơn. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ, không thể không làm gì được. Yêu Vương mặt đỏ nhíu mày, nói. Làm, đương nhiên phải làm, trước khi người kia xuất hiện, chúng ta phải ở đây bố trí ngũ hành diệt sinh trận. Trong mắt Yêu Vương mặt trắng hiện lên vẻ tàn nhẫn, nói. Ngũ hành diệt sinh trận, chuyện này. Ngũ hành diệt sinh trận là một trận pháp hiến tế, lấy ngũ hành chi lực làm cơ sở, hiến tế toàn bộ sinh linh trong trận pháp. Trận pháp này vô cùng bá đạo, một khi khởi động, trừ người vận hành trận pháp này, những người khác đều phải chết. Chỉ là trận pháp này cần 5 người tinh thông ngũ hành thuật pháp, cùng duy trì đại trận này. Hiến tế được lực lượng. Toàn bộ đều được người duy trì trận pháp hấp thu. Lão Tam, ngươi muốn dùng trận pháp này làm gì? Yêu Vương mặt vàng nhíu mày, hỏi. Các ngươi không muốn diệt trừ người tiến vào mật động, lấy ngũ hành yêu đan, các ngươi không muốn cho những yêu vương ở bên ngoài giáo huấn, để bọn họ biết ngũ hành yêu tộc chúng ta lợi hại cỡ nào à, ngũ hành diệt sinh trận này vô cùng thích hợp với bọn họ. Yêu Vương mặt trắng cười mỉa nói. Nếu trong tòa cung điện này bố trí ngũ hành diệt sinh trận, không chỉ không có bất luận vấn đề gì giải quyết người tiến vào, lấy được ngũ hành yêu đan, còn có thể tế luyện những yêu vương kia, khiến thực lực của bọn họ cao thêm một tầng, còn cho yêu vương ở vạn yêu quật một giáo huấn. Đương nhiên, quan trọng nhất là có được ngũ hành yêu đan. Hiến tế những người này sao? Yêu Vương mặt trắng vừa nói xong, vẻ mặt những người khác thay đổi. Ngũ Yêu Sơn bị những yêu vương đó vây quanh lâu như vậy, bọn họ đã sớm muốn giết thật thống khoái. Nhưng e ngại số lượng yêu vương ở bên ngoài quá nhiều, năm bọn họ không có bất luận biện pháp gì. Hiện giờ nếu hiến tế những yêu vương kia, lại đề thăng thực lực của bọn họ, vậy không còn gì tốt hơn. Cả thực là một mũi tên trúng hai con chim. Yêu Vương mặt đỏ hưng phấn nói. Không chỉ là một mũi tên trúng hai con chim. Yêu Vương mặt trắng cười mỉa nói. Một khi người tiến vào mật động đi ra, sẽ do những yêu vương này đối phó người tiến vào mật động. Bọn họ vốn không phải ra tay. Đợi những yêu vương này đấu với người tiến vào mật động hai bên tổn hại, bọn họ khởi động ngũ hành diệt sinh trận, ngư ông đắc lợi, không chỉ ngoại trừ người tiến vào mật động và những yêu vương đó, còn có thể lấy được ngũ hành yêu đan, để thăng thực lực của bọn họ, đây đâu chỉ là hai con chim. Những yêu vương đó có tới không?
Yêu vương mặt vàng luôn không nói chuyện, lo lắng hỏi. Ý nghĩ này rất hay, nhưng thật sự có thể dụ những yêu vương đó tiến vào à, những yêu vương đó sẽ không có một chút phòng bị sao? Nếu chỉ dụ được một hai yêu vương, đến lúc đó không có biện pháp sản sinh hỗn loạn, uy lực của ngũ hành diệt sinh trận nhỏ hơn nhiều, rất có khả năng bị bọn họ cưỡng ép phá bỏ giữa chừng. Nếu không thể giết chết người trong ngũ hành diệt sinh trận, chuyện này truyền ra, bọn họ đừng nghĩ tới chuyện ở lại vạn yêu quật. Ngũ hành diệt sinh trận là cấm thuật, hiến tế đồng loại lại càng là cấm kỵ ở vạn yêu quật, một khi bị phát hiện sẽ bị đuổi giết ở khắp vạn yêu quật. Nói cho bọn họ có người xông vào bí động, hơn nữa người này rất mạnh, chúng ta không đối phó được, hơn nữa nói cho bọn họ, chỉ cần ai giết được người xâm nhập này, ngũ hành yêu đan sẽ là của người đó, các ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cơ hội đạt được ngũ hành yêu đan sao? Yêu vương mặt trắng hơi nhếch miệng, cười nói. Người vì tài mà chết, chim vì ăn mà chết, những yêu vương này vì ngũ hành yêu đan mà đến, bây giờ có cơ hội, sao những người này có thể bỏ qua? Ngoài ra, một khi người kia ra khỏi mật động, muốn không hỗn loạn đều khó có khả năng, chỉ sợ không ít yêu vương sẽ tranh đoạt ngũ hành yêu đan như điên rồi. Một khi loạn lên, chính là cơ hội tốt để bọn họ khởi động ngũ hành diệt sinh trận. Vậy ngũ hành yêu đan, chúng ta chia thế nào? Yêu vương mặt xanh hỏi. Yêu vương mặt trắng nói không sai, nhưng ngũ hành yêu đan chỉ có một, bọn họ lại có 5 người. Không sai. Yêu vương mặt đỏ cũng hỏi. Bên ngoài có 20-30 yêu vương đúng không? Yêu vương mặt trắng hỏi. Có tổng cộng 27 người, có vấn đề gì sao? Tế luyện những yêu vương này, chúng ta sẽ tới hợp đạo kỳ thôi. Yêu vương mặt trắng hơi nhếch miệng, nói. Bọn họ tranh giành ngũ hành yêu đan, ngoại trừ vì tranh vương vị ở ngũ yêu sơn, cũng là muốn tiến vào hợp đạo kỳ. Những yêu vương này kẹt ở cảnh giới hóa thần, không có biện pháp tiến vào hợp đạo kỳ, lúc này mới có chuyện bọn họ tranh giành cơ hội tiến vào hợp đạo. 27 người là yêu vương thần cấp, nếu bị tế luyện toàn bộ, có lẽ ngũ hành chi lực cường đại có thể khiến bọn họ tiến vào hợp đạo kỳ. So với hợp đạo kỳ, ngũ hành yêu đan không quan trọng như vậy. Người có ý gì, lão tam, đừng quanh co lòng vòng nữa, nói thẳng đi. Yêu vương mặt đỏ cho mày, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Bên ngoài có bao nhiêu yêu vương, liên quan gì tới chuyện bọn họ phân chia ngũ hành yêu đan? Rất đơn giản, chúng ta không tự giết lẫn nhau, người mạnh nhất đạt được ngũ hành yêu đan, yếu thì đạt được ngũ hành thạch do tế luyện sản sinh ra, sau đó rời khỏi ngũ yêu sơn, vĩnh viễn không trở về, thế nào? Trong mắt yêu vương mặt trắng lóe lên cơ trí, mỉm cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 71.